Rồi, bây giờ thầy ghi âm thôi. Đó là bật chế độ ghi âm. Ha. À, các bạn thấy chưa? Nếu thấy thì một bạn mà bật mic cho thầy biết. Thấy chưa các bạn? À rồi. Rồi có một số bạn vẫn ngủ trễ nè. Cố gắng các bạn mà xài xài mail mà của cá nhân á, ngủ sớm sớm một chút xíu. Không có thể là phải bật qua bật lại thì nó ảnh hưởng tới lớp. À, hôm nay thì theo lịch á thì thầy đã có gửi thông báo trước cho các bạn, thì mình sẽ tìm hiểu về hai cái bệnh mà rất là quan trọng với ngành y tế này, đối với các bạn bên y, với các bạn bên dược và đối với người dân luôn. Và hai cái bệnh lý này tỷ lệ mắc cái bệnh hiện nay khá là nhiều luôn. Đó là bệnh tai biến mạch máu não và bệnh thứ hai là đái tháo đường. Thì phần đầu tiên sẽ giới thiệu các bạn về tai biến mạch máu não. Phạm vi thì những gì thầy giới thiệu nó ở trong cái cuốn sách bệnh học mà chúng ta đang có. Thứ hai, thầy nói thêm những cái phần mà cập nhật. Và thứ ba, giới thiệu cho chúng ta một số cái dụng cụ mà chúng ta nên tư vấn cho bệnh nhân để bệnh nhân sử dụng. Và cuối cùng, thầy có một cái cận lâm sàng, các bạn nhìn cho nó quen ha, một cái xét nghiệm về mỡ máu, nó cũng liên quan tới bệnh lý này. Thì về tai biến mạch máu não thì thứ nhất các bạn thử đặt một câu hỏi về tai biến mạch máu não, đó là thế nào là tai biến mạch máu não. Thứ hai là tai biến mạch máu não gồm có mấy loại, tỷ lệ như thế nào. Thứ ba là các cái nguyên nhân hoặc là yếu tố nguy cơ gây đến tai biến mạch máu não. Tiếp theo là dấu hiệu về lâm sàng, dấu hiệu về lâm sàng để nhận biết tai biến mạch máu não, rồi cận lâm sàng cần thiết, rồi điều trị, và cuối cùng là phòng bệnh. Cuối cùng là phòng bệnh. Ở đây là một số mục tiêu, thì các bạn xem các mục tiêu này thì thầy cũng sẽ gửi cho lớp. Tai biến mạch máu não á, nó có một cái tên khác mà chúng ta thấy là người dân hay hay sử dụng, đó là đột quỵ hay là sốc hay chốc ha. Thì cái từ đột quỵ nó sẽ phổ biến hơn, còn cái từ tai biến mạch máu não thì do là cái từ mà thuật ngữ y khoa các bạn bên dược nói chuyện với nhau và nói chuyện với các bạn bên lĩnh vực khác trong lĩnh vực y tế. Thì đối với tai biến mạch máu não thì đây là một cái tình trạng thiếu sót về chức năng thần kinh xảy ra một cách đột ngột. Xảy ra một cách đột ngột, có nghĩa là tế bào thần kinh trong một cái khoảng khắc nào đó, thứ nhất là có thể thiếu oxy cung cấp lên, thứ hai là có một lượng oxy, lượng máu nó quá nhiều, có một lượng oxy, một lượng máu quá nhiều, hoặc có tình trạng là đôi chút bỗng dưng nó thiếu thôi, thì trong vòng khoảng chưa tới 1 giây thì nó lại được cung cấp đầy đủ. Thì đó là những tình huống mà có thể xảy ra đối với bệnh nhân đột quỵ hay là tai biến mạch máu não. Và cái tỷ lệ tử vong do tai biến mạch máu não gây ra thì rất là cao. Theo nghiên cứu á, người ta tính á, thì đây là một cái bệnh lý mà có thể tỷ lệ tử vong xếp thứ ba sau ung thư, sau bệnh lý về tim mạch. Thì tai biến mạch máu não được xếp vào bệnh lý về thần kinh mà, thì xếp là thứ ba đó, rất là nhiều luôn. Và nếu mà được cứu sống, may mắn mà sống sót đó, thì có thể để lại những cái di chứng. Và cái di chứng mà phổ biến nhất mà các bạn có thể thấy được ở bệnh nhân này đó là yếu hoặc liệt nửa người, yếu hoặc liệt nửa người. Tại sao vậy? Thì chút xíu nữa tới cái phần về lâm sàng thầy sẽ phân tích cho các bạn để sau này các bạn nhận định được và tư vấn cho bệnh nhân một cách phù hợp. Ở đây các bạn lưu ý, đối với dược sĩ thầy đánh giá rất là cao cái khả năng tư vấn của các bạn. Cho nên nếu mà các bạn tư vấn tốt thì các bạn sẽ được điểm rất là cao đối với học phần này. Rồi phần tiếp theo là về phân loại. Về phân loại thì các bạn chú ý mình có 3 loại chính
ba loại chính. Nhưng trên thực tế thì các bạn chỉ nhận định hai loại thôi nha. Ba loại chính, thứ nhất là thiếu máu cục bộ, hay tên khác là thiếu máu não hoặc là nhồi máu não. Đây là một tình trạng mà có cái tỷ lệ mà người dân mắc nhiều nhất, tức là có một cái gì đó làm cho máu lên não nó bị giảm, ví dụ như là cục máu đông này, hoặc là do hẹp động mạch não này, thì thông thường đó là động mạch cạnh trong hoặc là nhánh của động mạch cạnh trong. Còn động mạch đốt sống thân nền á, động mạch đốt sống thân nền thì rất là ít, chủ yếu là động mạch cạnh trong thôi. Cái thứ hai là xuất huyết não. Xuất huyết não đây là cái tình trạng mà vỡ động mạch á, và đa phần á là vỡ động mạch não giữa. Động mạch não giữa, các bạn nhớ lại cái đa giác Willis á, WILLIS. Đây là một đa giác cung cấp máu cho toàn bộ não của chúng ta, và đa giác này được tạo bởi hai cái nhóm động mạch là động mạch cạnh trong và động mạch đốt sống thân nền. Thì động ở trong đó có một cái nhánh của động mạch cạnh trong á, đó là động mạch não giữa. Động mạch não giữa nó bị vỡ. Do vậy thì khi mà các bạn gặp cái bệnh nhân mà ở cái trường hợp mà ổn định, sau khi mà từ các cái khoa về thần kinh á, khoa cấp cứu trở xuống á, mà nếu mà chẩn đoán là xuất huyết não, thì các bạn sẽ thấy trong chẩn đoán á, thì sẽ có ghi là xuất huyết não do vỡ động mạch não giữa ha, vỡ động mạch não giữa bên phải hoặc bên trái. Các bạn để ý nhá, mình có thể đoán được, mình hỏi bệnh nhân sẽ kể cho mình nghe, hoặc bệnh nhân sẽ đưa bệnh án hoặc là cái tóm tắt bệnh án ra viện á cho chúng ta. Và còn một cái nguyên nhân khác nữa là thiếu máu não thoáng qua. Thiếu máu não thoáng qua, và viết tắt là TIA. TIA, y ngắn á. À, đây, đây các bạn xem ha. Đây, y nè. TIA, nhớ ha. TIA là cái cơn thiếu máu não thoáng qua, thì tỷ lệ rất là ít. Rất là ít luôn. Do vậy thì liên quan tới đột quỵ hay là tai biến mạch máu não, các bạn chỉ cần nhớ hai cái loại thôi, là nhồi máu não và xuất huyết não. Và cái tình trạng mà bệnh nhân mà bị mà nhồi máu não á, thì nó diễn biến nó sẽ từ từ hơn, còn xuất huyết não á sẽ diễn biến là nhanh hơn rất là nhiều luôn. Do vậy các bạn sẽ thấy ở cái bệnh nhân này nó sẽ có những cái khái niệm như là giờ vàng á, và cái đối tượng xảy ra thì các bạn cũng thấy đoán được đó, nhìn là cái tình trạng là có thể đoán được luôn. Đây là những cái yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là những bệnh nhân này á, thì gia đình á, bố hoặc mẹ là sẽ có vấn đề về bệnh tim lý, bệnh về tim mạch. Thứ hai nữa là tuổi. Tuổi thì thường nhóm này là có tuổi. Tuổi thường cũng khá là cao á. Do vậy thì chúng ta chú ý những người mà có, ví dụ như là nam thì khoảng là trên 60, nữ là trên 55. Và trong gia đình mà nếu mà ai đó mà có người thân mà trong cái độ tuổi đó trở lên á, thì chú ý á, là nên là xây cái nhà vệ sinh á, ở trong phòng người ta luôn, để tránh trường hợp là buổi tối người ta đi ra ngoài vệ sinh. Vì chắc chắn là những người già thì đi vệ sinh liên tục rồi, cái cường độ vệ sinh rất là nhiều, nên do sinh lý mà. Rồi cái nữa là các bạn hỏi xem là trước đây đã có bị lần nào hay chưa. Có người là bị tới 2 lần, 3 lần hoặc nhiều hơn. Có người tiền sử đã bị một lần, hoặc là đây là lần đầu tiên. Cái bệnh lý này có thể tái đi tái lại mà, nếu mà yếu tố nguy cơ không được loại bỏ. Ví dụ như yếu tố nguy cơ về tuổi thì chịu rồi, yếu tố nguy cơ về bệnh lý gia đình, rồi về tiền sử đột quỵ. Còn một số yếu tố nguy cơ khác thì có thể loại trừ được. Rồi cái nữa, các bạn biết tại sao mà nam nhiều hơn nữ không? Comment ha. Nam tại sao lại nam nhiều hơn nữ ha? Comment xem tại sao mà ở bệnh lý này mà thường là ưu tiên cho nam nhiều hơn. Các bạn nào chia sẻ về đáp án không? Thì các đáp án của các bạn comment thầy ghi nhận hết luôn á, nên và cuối đợt thầy sẽ chia sẻ cho các bạn về nhận định về những cái đáp án này. Uống rượu bia cũng là một lý do, nhưng mà mình nói chung á, tại sao mà nam lại có nguy cơ nhiều hơn nữ, cái chung. Còn tất cả những gì các bạn nói đúng nè, hút thuốc lá, uống rượu bia,
Lao động nặng nhọc cũng có thể ha, về phần lớn thì nếu mà mình tính chung á thì nam sẽ lao động nhiều nặng nhọc nhiều hơn nữ, còn nếu mà tính từng ví dụ riêng lẻ thì cũng chưa chắc, nhưng mà các bạn nói ổn. Còn cái gì nữa không, tại sao mà bệnh lý này thường nam nhiều hơn, thầy gợi ý cho các bạn ha. Các bạn để ý tới cái bệnh lý này này, nó liên quan tới mạch máu ha, liên quan tới mạch máu, mà liên quan tới mạch máu sẽ liên quan tới áp lực. Áp lực Minh Trí nói cái ý nó cũng gần gần đúng rồi đó, nếu mà thi tự luận là ok luôn. Nhịp tim và liên quan tới máu á, thì các bạn nhớ nó sẽ liên quan tới một cái hormone. Hormone này là hormone liên quan tới nam nhiều, đó là cái testosterone đó. Testosterone thì testosterone ở nam á, thì nó nhiều hơn ở nữ, nhiều hơn nữ khoảng từ 7 tới 10 lần. Thì ngay cái việc mà các bạn ngồi đây nè học bài ha, thì nam đã tốn nhiều năng lượng hơn nữ rồi, cái này là do testosterone thôi, nên là ở đây ở bệnh lý này nam thì có ưu thế hơn nữ. Do vậy nếu mà các bạn gặp những cái câu hỏi tương tự như như cái trường hợp lúc nãy á, ví dụ thầy hỏi các bạn là tại sao ở bệnh nhân tai biến mạch máu não mà tỷ lệ á, thường là ở nam nhiều hơn, thì các bạn xem các đáp án á, đáp án nào mà có cụm từ là do cái lượng testosterone của nam nhiều hơn nữ, thì đó là một cái đáp án rất là phù hợp. Rồi một số các yếu tố nguy cơ khác mà có thể khắc phục được nè, có thể khắc phục được luôn. Ví dụ như là hút thuốc lá ha, hút thuốc lá thì có thể giảm, có thể bỏ, vì hút thuốc lá nó liên quan tới nhịp tim á. Thứ hai bệnh lý về tim mạch, thứ ba là bệnh nền đái tháo đường, một số bệnh lý liên quan tới hồng cầu, rồi liên quan tới tăng huyết áp ha, liên quan tới tăng huyết áp. Và theo nghiên cứu á, thì cứ giảm huyết áp 10 mm thủy ngân thì cái nguy cơ tai biến mạch máu não sẽ giảm rất là nhiều, tức là 30, 35 là tới 40%. Do vậy thì ở cái bệnh nhân này cái huyết áp phải được theo dõi thường xuyên ha, cái huyết áp phải được theo dõi thường xuyên. Vậy thì trong lớp mình thầy hỏi ha, có bao nhiêu bạn mà ở nhà đã có hoặc các bạn đã mua cho gia đình một cái máy đo huyết áp điện tử, có bạn nào chưa mua không? Các bạn có ha, các bạn lưu ý là mình là sinh viên dược thì trong nhà mình bắt buộc phải có cái tủ thuốc, vì người bình thường đã có rồi mà. Cái tủ thuốc đó là gồm những cái thuốc mà cơ bản nhất để mình xử lý, ví dụ như là mình xử lý khi mà có vấn đề mình xử lý luôn. Rồi tiếp theo nữa, nếu nhà mình mà có người mà lớn tuổi á thì có máy mua mua cái máy đo huyết áp ha, đồ điện tử á, cho nó dễ. Còn máy cơ thì các bạn về các bạn đo được thôi. Đó, chúng ta chú ý giùm ha, cố gắng có những cái dụng cụ cơ bản nhất, vì huyết áp nó quan trọng lắm. Và hiện nay cái bệnh lý về liên quan tới huyết áp thì rất là nhiều, trong đó có tai biến mạch máu não. Rồi cái tiếp theo hỏi các bạn nhé, sinh viên dược có phải là yếu tố nguy cơ thuộc cái nhóm nguy cơ của bệnh lý này không, phải không, đặc biệt là năm 3 năm 4 theo chúng ta có phải là thuộc cái nhóm nguy cơ không? Học dược à, có. Do vậy thì cái mục tiêu của các bạn phải làm sao đó thoát ra khỏi yếu tố nguy cơ bằng cách rất là đơn giản thôi. Trong mỗi cái học kỳ á, các bạn lên kế hoạch ha, lên kế hoạch cho từng từng môn và môn chính nha, môn chính không không hề không hề kiểm tra rất là dễ nha, Bảo Long kiểm tra rất là dễ thương luôn á, là chỉ cần là chúng ta quấn thôi, khoanh khoanh chọn, chúng ta đánh chéo là xong rồi. Nhưng mà tại đang nói về cái nghề của chúng ta đó, hoặc là sinh viên đó, do các bạn phải có kế hoạch. Rồi có nữa, các bạn đăng ký thêm á, các bạn đăng ký thêm, ví dụ như là các bạn học chính quy học buổi sáng thì buổi tối đăng ký thêm, thì các bạn xem trong cái khả năng của mình nhá, trong khả năng của mình nếu mà được á thì các bạn đăng ký thêm, không có vấn đề gì cả. Mà nếu mà không có thời gian chúng ta chú ý, vì sinh viên của mình đặc biệt dược học rất là nhiều, các bạn xem cái tổng lượng tín chỉ của cái khóa học của chúng ta 5 năm á, rất là lớn, nên chúng ta chú ý ha, điều tiết để có một cái sức khỏe tốt.
Không phải là học siêng chăm chỉ mà tốt đâu, học làm sao có kế hoạch là nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như các bạn thử ứng dụng cái môn này đi thì các bạn sẽ thấy kết quả rất là khả quan luôn. Lưu ý sinh viên ha, sinh viên cũng là yếu tố nguy cơ. Thì ở đây liên quan tới yếu tố nguy cơ thì chốt lại ha, các bạn chia dùm cho thầy hai ý là những yếu tố nguy cơ không thể thay thế được, và thứ hai là những yếu tố nguy cơ có thể thay thế được. Đó là cái những cái liên quan tới cái thói quen. Rồi. Đây là một số cái nhắc lại về giải phẫu thôi, cái này chắc các bạn vẫn còn nhớ mà. Đây này liên quan tới động mạch cảnh trong, rồi động mạch đốt sống thân nền. Đấy, động mạch đốt sống thân nền là cái này nè. Động mạch, đây động mạch não giữa này, các bạn chú ý là cái động mạch não giữa này hay bị vỡ lắm, rất là hay bị vỡ luôn. Nếu mà sâu lên này rõ ha, nhìn nó to hơn á. Rồi đây cụ thể hơn này, nhìn thấy rõ ha, đây là động mạch não giữa. Vậy thì các bạn thấy mình có cái suy nghĩ gì về những cái động mạch mà nó dễ bị tổn thương nhỉ? Những động mạch kiểu như thế nào thì dễ bị tổn thương? Những động mạch kiểu như thế nào thì dễ bị tổn thương? Các bạn để ý xem. Nhỏ. Nhỏ. Rồi gì nữa? Động mạch như thế nào mà dễ bị tổn thương? Chịu áp lực lớn hả? Chịu áp lực lớn thì động mạch nào nó cũng chịu áp lực ấy. Nhưng mà cái nhỏ là một này, cái thứ hai là gì nhỉ? Hẹp. Thầy đang nói là cái bình thường trước đi, chứ hẹp là chắc chắn rồi, hẹp là đúng rồi đó. Em nói đúng, tắc nghẽn cũng đúng, nhưng mà thầy đang nói các bạn để ý cái trường hợp mà bình thường trước đi, những động mạch ở dạng bình thường nhưng mà nó ở những cái kiểu, những cái ở vị trí như thế nào thì hay bị có nguy cơ bị tổn thương. Thì nó có hai ý nhá, các bạn nhớ dùm hai ý. Ở chân thì hơi khó đấy. Là thứ nhất là động mạch không phân nhánh, thứ hai là những động mạch mà tận cùng á, động mạch nhẫn tận á. Đó là những cái động mạch nó rất là dễ bị tổn thương, nó rất là dễ bị tổn thương, mà tổn thương rất là khó cứu luôn. Đấy, các bạn để ý này, động mạch não giữa này, động mạch não giữa này là những thường là những nhánh tận thôi đó, chúng ta chú ý nhé. Rồi ở đây nhắc lại về hệ thống cung cấp máu cho não thì quá đơn giản, các bạn nhớ hết mà, đọc đi đọc lại mình sẽ nhớ thôi. Đó là hệ thống động mạch cảnh trong chiếm khoảng khoảng 2/2, 2/3. Còn động mạch đốt sống thân nền thì chiếm khoảng 1/1. Do vậy thì các bạn sẽ thấy là tại sao mà khi mà bắt mạch nhé, bắt mạch cảnh nhé, là chúng ta bắt một bên thôi là biết rồi ha, chứ bắt hai bên là tiêu đấy. Rồi đây là cái dấu hiệu. Cái dấu hiệu này các bạn chú ý sẽ bị hỏi á, cái dấu hiệu phát này, phát là nhanh mà, phát là nhanh, và phát này nó gồm có bốn cái chữ cái F A S T, và thầy sẽ hỏi các bạn ví dụ như là cứ thấy mà bóng dáng của cái từ phát là các bạn sẽ được hỏi về tai biến mạch máu não. Thầy sẽ hỏi các bạn ví dụ như là trong dấu hiệu phát thì F nó cho chúng ta biết điều gì, thì các bạn sẽ trả lời là nét mạch. Nét mạch này nó thay đổi rất là chậm, mạch giống như là đơ vậy đó, nhưng mà đương nhiên vẫn có nếp nhăn, nhưng mà người ta thể hiện rất là chậm. Thứ hai là A là tay á, các bạn để tay để ngang ngang này, nó rung lắm, tay nó rất là rung. Thứ ba là S, S là giọng nói á, giọng nói nó không có trong trẻo, không có rõ ràng như các bạn đang nói đâu, nói là cứ cứ mà nó cứ rung rung hay sao á, nói theo kiểu mà nó đứt đoạn một chút xíu, nó rung rung một chút xíu ha, đó là S. Còn T là thời gian. Thời gian thì nhanh nhất có thể, nhanh nhất có thể các bạn gọi thì ở Việt Nam thì các bạn gọi 115 ha, 115 thì cái hệ thống trung tâm 115 nó sẽ kết nối và tìm những cái chỗ mà gần cái nhà bệnh nhân nhất để kết nối ha, đó là 115. Do vậy thì cái dấu hiệu này rất là quan trọng ha, fast. Tới thời điểm này các bạn nhớ ha, mình có hai dấu hiệu đó, một là phase phase trong suy tim, và thứ hai là fast ở trong đột quỵ hay là tai biến mạch máu não. Đó nên các chúng ta thấy nó
Chúng ta thấy một cái điều như thế này, các bạn biết tại sao những cái trường hợp mà cấp cứu á, những trường hợp cấp cứu ở Việt Nam á, thì nó cái tỷ lệ mà thành công nó cũng có rất là cao luôn nhá. Nhưng mà xét ra như có những cái trường hợp á, những trường hợp mà rất là đau lòng luôn, trong khả năng của bác sĩ Việt Nam có thể cứu được nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi. Đó là những trường hợp gì nhỉ, các bạn có thể kể ra được không? Ở Việt Nam nhé, ở Việt Nam và đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh mình có cái tình trạng mà kẹt xe đó, thì thứ nhất là chuyện gì xảy ra nhỉ? Người ta bị, đúng rồi, người ta bị ha, rồi gọi điện thoại và phí phương tiện, cái phương tiện lưu thông là xe cấp cứu, nhưng mà đường nó kẹt rồi, có xe cấp cứu, có hú còi, có ưu tiên đến đó, thì cũng cũng khó, rất là khó luôn, đi rất là chậm. Còn cái việc mà trực thăng thì rất là khó, trực thăng hiện nay các bệnh viện thì gần như không có bệnh viện nào có sân bay hết á, không không có cái sân bay, để trừ bệnh viện 175 thôi, nhưng mà ở Chợ Rẫy thì không có. Xe thì chạy ví dụ như là tắc đường á, hoặc như là bạn nói là cấp cứu, ví dụ như là xe này có một cái thói quen ha, ví dụ như là xe đến này từ cái chỗ trung tâm tới nhà bệnh nhân thì thường trên xe không có bệnh nhân đúng không, mà vẫn phải hú còi, vẫn hú còi để đi tới, nhưng mà nhiều người dân ta không hiểu, người ta không hiểu luôn, người ta lại gây khó cho cái xe cấp cứu đó. Đó là một cái vấn đề luôn. Như vậy nếu mà cái vấn đề mà giao thông mà có thể giải quyết được thì rất là ổn luôn. Và cái trường hợp thứ hai là gì nhỉ, phát hiện trễ ha, phát hiện trễ. Và thường những người mà bị đột quỵ á, hay bị tai biến mạch máu não mà bị phát hiện trễ là thường ở trong tình huống gì nhỉ, thường trong tình huống gì? Ở một mình đó. Trong nhà vệ sinh cũng là ở một mình đúng không, ở một mình. Nên chúng ta chú ý nhé, ở bất kỳ một cái nhà bệnh nhân nào mà tới mình tư vấn là bệnh nhân đó phải ở, người nhà phải ở chung với bệnh nhân, người nhà phải ở chung với bệnh nhân rồi ở trong tầm mắt của mình luôn á, đặc biệt là ví dụ như ban đêm ha, còn ban ngày phải có một người ở nhà. Nếu trong gia đình có ai mà bị tăng huyết áp, mà đã từng bị tai biến mạch máu não một lần rồi, phải có một người ở nhà luôn luôn là theo, là quan tâm và chăm sóc với người đó, chứ không để người đó ở một mình, không để người đó ở một mình thì ổn hơn. Nhưng mà đó cũng là một vấn đề nan giải, tại vì nó liên quan tới tới tài chính ha, liên quan tới tài chính, nó là khổ như vậy đó. Đó nên các bạn mà làm chủ được thời gian, các bạn làm chủ được tài chính thì rất là tốt, chăm sóc gia đình tốt hơn. À, và tư vấn cho bệnh nhân thì người nhà bệnh nhân sẽ hiểu vấn đề này. Rồi, về cái nguyên nhân, về nguyên nhân thì chia sẻ với các bạn trước là cái nhồi máu não này, cái nhồi máu não là hay là thiếu máu não á, thì thường á là những cái nguyên nhân sau đây. Thứ nhất, cái nguyên nhân mà nhiều nhất hiện nay á là xơ vữa động mạch hay là xơ mỡ động mạch. Người Bắc gọi là xơ mỡ động mạch, người Nam gọi là xơ vữa động mạch. Đấy, hiện nay cái này rất là nhiều luôn á. Tại sao vậy? Tại sao mà nguyên nhân là xơ vữa động mạch lại là được đưa lên hàng đầu nhỉ? Tại sao các bạn? Tại sao mà cái nguyên nhân xơ vữa động mạch lại đưa lên hàng đầu? Nhớ không? Xơ vữa động mạch á. Alo, tại sao vậy? Hay là phải hỏi nhỉ? Hay là đây là câu hỏi nhỉ? Đây. À, đây là cái câu hỏi. À, các bạn nghe rõ không ạ? Nghe rõ không? Nghe rõ không? Nghe rõ ha, thầy nói to nha. Rồi, bây giờ thầy đặt câu hỏi cho bạn ở buổi thứ tư nha, là tại sao thì xơ vữa động mạch là cái nguyên nhân hàng đầu hiện nay gây ra tình trạng mà nhồi máu não. Rồi, các bạn sẽ trả lời trong cái comment của chúng ta nhé. Thứ nhất là xơ vữa động mạch này, thứ hai là thuyên tắc động mạch não. Thuyên tắc động mạch não, thuyên tắc động mạch não có nghĩa là cái động mạch não nó hẹp ở một số chỗ, nó hẹp ở một số chỗ. Ví dụ là động mạch cảnh á, thì cái chỗ chia á, từ động mạch cảnh trung mà chia thành động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài, chỗ nó hay bị. Rồi, đó là một số lưu ý. Còn ngoài ra là có bệnh lý nền như là đái tháo đường nè,
đái tháo đường rồi thoái hóa cột sống cổ, đặc biệt là bệnh lý nền. Cái bệnh lý nền nghĩa là gì? Là bệnh lý mà người ta đang mắc á, là đái tháo đường rất rất là quan trọng luôn. Nó làm cho bệnh tình mà nó trở nên nặng nề hơn nè, điều trị khó hơn. Rồi nguyên nhân thứ hai là nhóm mà xuất huyết não. Xuất huyết não thường diễn ra nhanh, rất là nhanh, là do có tình trạng là vỡ động mạch, đặc biệt là động mạch não giữa. Thì thông thường nguyên nhân là ví dụ như là do tăng huyết áp nha. Nguyên nhân tăng huyết áp, là hàng đầu. Rồi thứ hai là cũng là dị dạng mạch máu não. Rồi thứ ba là u não, rồi chấn thương sọ não, rồi sử dụng các loại thuốc chống đông. Thì sử dụng thuốc chống đông thì ít hơn. Trong 6 cái nguyên nhân mà gây ra xuất huyết não á, thì các bạn chú ý, thứ nhất là cái nguyên nhân hay gặp là cũng là xơ vữa động mạch kết hợp với tăng huyết áp, và cái thứ hai là chấn thương sọ não. Bạn nào mà có đi qua cái con đường Nguyễn Chí Thanh nhé, mà có cái bệnh viện Chợ Rẫy á, thì các bạn sẽ thấy ở trên nó có một cái bảng điện tử, trong đó có những cái con số nhảy múa, con số là những cái ca mà tai nạn giao thông á, các bạn xem buồn lắm, rất là buồn luôn. Rồi đó là một số cái nguyên nhân. Do vậy khi mà đề cập tới xuất huyết não thì các bạn chú ý giùm cho thầy là cái nguyên nhân là do cái tình trạng là xơ vữa động mạch kết hợp với tăng huyết áp ha, và thứ hai là chấn thương sọ não. Còn về nhồi máu não thì có các tình trạng là có thể là diễn ra do xơ vữa động mạch ha, do xơ vữa động mạch là cái chính á. Về biểu hiện lâm sàng, thì nó có một số cái dấu hiệu báo trước. Dấu hiệu báo trước thì mình gọi là tiền triệu. Các bạn nghe từ cho nó quen nhé, từ này từ chuyên môn luôn đó, là những cái dấu hiệu báo trước của các bệnh lý á, mình gọi là tiền triệu. Và những cái dấu hiệu mà nổi bật nhất ở bệnh nhân này á, đó là nhức đầu, và thường là ban đêm. Do vậy thì hãy chú ý tới những bệnh nhân đặc biệt vào ban đêm. Rồi còn về cái khởi đầu á, thì nó có thể là nhức đầu rất là dữ dội, nó không có khu trú như một số bệnh lý khác. Ví dụ có một số bệnh lý như là nhức nửa đầu trong bệnh migraine á, thì mình có thể biết được. Còn ở đây á, thì cái tình trạng là nhức đầu rất là dữ dội và có thể dẫn tới hôn mê. Còn diễn tiến á, thì tùy, nếu mà liên quan đến tình trạng như là xuất huyết não này nè, thì diễn tiến rất là nhanh, liệt nửa người luôn, rồi có một số cái rối loạn về thực vật, ví dụ như là rối loạn về nhịp tim này, là chủ yếu. Và một cái câu hỏi đặt ra cho các bạn là tại sao trong xuất huyết não á, mà có cái tình trạng liệt nửa người, nhưng mà liệt nửa người là đối bên, các bạn ghi chú nhé. Câu thứ hai là tại sao mà trong xuất huyết não hay là trong tai biến mạch máu não nói chung luôn, khi mà có tình trạng là yếu hay là liệt nửa người, thì đó là tình trạng yếu liệt nửa người đối bên. Ví dụ người ta bị xuất huyết não ở bán cầu đại não bên trái thì người ta sẽ bị yếu hoặc liệt ở nửa người bên phải, tại sao? Đây, chú ý câu hỏi đấy nhé, tại vì chút xíu nữa thầy có thể thầy quên. Rồi về nhồi máu não, thì nó sẽ diễn ra chậm hơn. Tiền triệu thì có thể không rõ, nhưng mà cái biểu hiện cũng là liệt hoặc là yếu nửa người, rồi có thể có một số biểu hiện về tuần phát, ví dụ như là nhịp thở tăng, nhịp tim tăng, là các cái dấu hiệu. Còn cơn thiếu máu não thoáng qua, cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua, TIA đó, bạn chú ý TIA, ghi luôn ha, TIA. Rồi thì nó biểu hiện nó thoáng qua thôi, nó có thể xuất hiện mà mình không có biết, bệnh nhân cũng không hay luôn đó. Và nếu mà nó xuất hiện nhiều lần đó, thì nguy cơ mà dẫn đến tình trạng mà nhồi máu não đó, nó sẽ cao hơn, có thể tăng gấp 10 lần. Ví dụ có hai người, một người có tiền căn, một người có đã từng có TIA, với một người không có TIA,
thì cái người có TIA, tức là có cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua một hoặc nhiều lần, thì nguy cơ mà bị đột quỵ, nguy cơ bị đột quỵ nó sẽ gấp 10 lần so với người không có cái TIA. Đó là một số lưu ý liên quan tới vấn đề này ha. Rồi có một cái vấn đề mà họ muốn hỏi lớp như sau. Ở đây hơn 80 các bạn, hơn 80 bạn này. Thầy hỏi nhá, các bạn phân biệt được yếu với liệt không? Yếu với liệt phân biệt làm sao? Comment. Yếu với liệt thì phân biệt làm sao? Liệt là mất chức năng, cái nghĩa là vận động đúng không em? Ok. Còn yếu thì sao? Yếu là sao? Yếu là suy giảm chức năng. Cũng được, cũng được, cũng được. Bạn nói vậy là phù hợp, ok, đồng ý. Yếu, yếu là còn dùng được, liệt thì coi như, à không, vẫn sai được, vẫn sai được. Chưa chưa bỏ đâu, chưa bỏ. Yếu còn khả năng, liệt là không còn khả năng. Liệt là không làm gì được, yếu chỉ bị hạn chế một ít. Yếu có thể cử động lại được. Liệt thì cũng có thể cử động lại được nếu mình chăm sóc tốt, đúng không? Còn cái đáp án nào vui nữa không? Đáp án các bạn cũng phù hợp đấy chứ ha. Rồi nữa, còn cái đáp án nào khác nữa không? Yếu là vẫn hoạt động được nhưng suy giảm, liệt là mất khả năng hoạt động. Ok, đồng ý. Yếu là yếu là bất lực. Thì cái này có lẽ là nó còn lên bên cái hệ khác thì được ha. Thì giờ còn liệt thì sao? Hà Giang, nếu mà yếu là bất lực thì liệt làm sao? Yếu là còn cử động được, liệt là mất cử động. Ừ, đúng rồi đó. Rồi. Nói như vậy chốt nhá. Thầy sẽ chia sẻ với các bạn cách phân biệt. Thì cái này nó liên quan đến cái bài mà sinh lý hệ thần kinh á. Sinh lý hệ thần kinh và cách khám về về thần kinh. Thì đối với về cái vấn đề về vận động như thế này nè, thì chúng ta sẽ chia thành các cái sức cơ, thường là nó gồm những cái bậc sau đây. Thứ nhất là người liệt á, thì sức cơ là 0 trên 5, 0 trên 5 là không có hoạt động, không có vận động được gì hết. Yếu, yếu thì gồm có bậc 1 cho tới bậc 4. Bậc 1 đó là người ta để tay ở trên mặt phẳng á, ta chỉ nhúc nhích các ngón tay thôi. Bậc 2 á thì người ta sẽ di chuyển trên được mặt phẳng ngang, di chuyển được trên mặt phẳng ngang, người ta tự di chuyển trên mặt phẳng ngang được. Bậc 3 đó người ta đưa lên một chút xíu. Nhưng mà nếu mà đụng vào cái vật nào đó, người ta sẽ rơi xuống, và định nghĩa là nó thắng được lực hút của trái đất nhưng mà không thắng được lực cản. Bậc 4 á thì đưa lên được gần như mức bình thường, nhưng mà hơi yếu một tí thôi, hơi yếu một tí thôi, thì người ta nói là thắng được lực cản của trái đất, lực hút của trái đất và lực cản. Và bậc 5 như như các bạn á, các bạn là bậc 5 á, bậc 5 là bình thường. Cái này chia sẻ để chúng ta biết thêm nhé. Vì cái này, vì cái kỹ thuật khám này nó liên quan tới khám về thần kinh, nên chúng ta biết thêm cũng tốt, biết càng nhiều càng tốt. Và những cái mà phân biệt của các bạn rất là tốt luôn á, mà chúng ta nghe mà chúng ta còn nhớ được tới bây giờ là ổn luôn, là yếu và liệt. Do vậy thì khi mà sử dụng đối với một cái bệnh nhân á, là yếu, liệt là liệt, không có ghi yếu liệt nhé. Bệnh bệnh án nào ghi yếu liệt thì thường thầy sẽ bắt lỗi liền đối với sinh viên. Còn đối với đồng nghiệp thì thầy sẽ chia sẻ để cho các bạn thay đổi. TIA chia sẻ với bạn một chút xíu. TIA là cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua. Do vậy nó chỉ lướt qua thôi, nó chỉ lướt qua và gần như là không biểu hiện triệu chứng lâm sàng, gần như không phát hiện luôn. Và chúng ta chỉ phát hiện được khi chúng ta chụp CT hoặc là scan, chụp CT scanner hoặc là MRI. Đó, chỉ có là dựa vào cận lâm sàng thôi, dựa vào hình ảnh học. Chút xíu nữa thầy sẽ nói ha. Tại vì nó thoáng qua mà. Lâu lâu tức là cái người đó người ta kể như vậy nè, tự nhiên tôi đang làm, đang đi, nó hơi hơi chóng mặt chút xíu rồi qua. Thì bình thường nếu
mà một người nào đó người ta có cái cảm giác đó thì người ta không để ý đâu, người ta không để ý đâu, vì người ta không, cũng không có rành lắm. Còn như chúng ta nè, chúng ta học rồi á, về cái biểu hiện của TA là thoáng thoáng về mất cái cảm giác, thoáng là mất cái tình trạng nhận thức được cơ thể, thoáng qua thôi, nó không tới nửa giây luôn, à không tới, nó là gì, không phải không mấy giây thôi, rất là ít luôn. Do vậy TA chỉ phát hiện được ở cận lâm sàng thôi nhé. Đó là một số lưu ý. Thắc mắc, bạn thắc mắc rất là hay đó. Lâm sàng lại vẫn bình thường á, không có gì thay đổi nhiều. Rồi về về cận lâm sàng á, về cận lâm sàng, cái mà ưu tiên số 1 là gì, ưu tiên số 1 là gì, vừa kể xong á là CT scanner và MRI. CT scanner và MRI, nếu mà các bạn thấy cái cách chụp á thì các bạn sẽ thấy người ta ưu tiên dùng CT scanner nhiều hơn MRI nhé. Yeah. Dược là chúng ta chỉ cần chia sẻ đến vậy thôi, không đi sâu nhiều. Và nếu mà bạn nào muốn biết thêm thì sẽ chia sẻ thêm, không sao. Cái cách mà chụp MRI đưa vào hệ thống nó ống nó cắt lớp. Đó, nhiều khi mà bệnh nhân nào mà bị tâm lý á, bệnh nhân nào mà không có giữ được bình tĩnh á, thì rất là khó chụp MRI. Các bạn đi search trên mạng xem kỹ thuật chụp MRI, chúng ta sẽ thấy chụp nó trông nó rất là lo lắng luôn đó. Còn chụp CT thì nhẹ nhàng hơn. Về cận lâm sàng, cận lâm sàng mà tiêu biểu nhất á là CT scanner và MRI. CT scanner và MRI thì thường á thì cái kỹ thuật chụp thế này này thì chúng ta sẽ có những cái phim mô tả ha. Một cách đơn giản nhất thì các bạn sẽ thấy trên một cái đập độ bình thường này, nếu mà thấy cái nào chỗ nào mà nó sáng hơn so với xung quanh thì người ta nghi ngờ chỗ đó bị xuất huyết, nhắc để chúng ta nhớ thôi khi nào chúng ta thấy ha. Còn nếu mà chỗ nào mà nó đậm hơn so với xung quanh thì người ta nghi ngờ chỗ đó bị nhồi máu một chỗ nhá. Và sau đó người ta tính cái kích thước. Còn nếu mà người ta thấy á, ở trên cái phim á có nhiều cái chấm nho nhỏ, nhiều cái chấm nho nhỏ màu đen đó, thì người ta nghi ngờ bệnh nhân này đã từng bị TIA, cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua. Các bạn để ý nè, mình nhìn có mình biết thôi, không có đọc. Nếu mà đọc thì cũng rất là dễ, vì thầy cũng được học qua cách mà hướng dẫn đọc CT scanner, MRI cho não và các cái vị trí khác nữa, và sẵn sàng chia sẻ với các bạn. Nhưng mà tùy vào từng cái học phần á. Còn học phần này thì thầy chỉ phân tích các bạn một cách là cơ bản nhất để chúng ta để ý thôi. Nhắc lại ha, các bạn cứ nhìn trong cái CT á, hình CT scanner á, thì nếu mà thấy cái gì đó đậm hơn, đen hơn so với xung quanh thì bạn nghĩ là hình như bệnh nhân này bị nhồi máu vị trí bên phải bên trái ha. Còn nếu mà các bạn thấy cái chỗ nó đậm, cái chấm cái đốm đó nó sáng hơn, nó trắng hơn với xung quanh thì nghi ngờ là xuất huyết não đó. Còn nếu mà nhiều chấm đen nhỏ thì nghi ngờ là TIA, mà ít khi gặp TIA lắm. Rồi MRI thì nó nhìn nó sẽ thấy rõ hơn, nó sẽ thấy rõ hơn. Khi nào mà sử dụng MRI, khi mà CT vẫn chưa giúp mình xác định rõ thì dùng MRI, tại vì MRI nó thấy kỹ lắm, rất là rõ luôn. Còn dịch não tủy là phương pháp cái cận lâm sàng hỗ trợ thôi, chứ không chính xác nhiều bằng CT và MRI. Chỉ khi nào mà ví dụ như là trong cái dịch não tủy nó có máu, có hồng cầu thì mình nghi ngờ xuất huyết não. Đó là cái phần cận lâm sàng. Do vậy về cận lâm sàng các bạn nhớ dùm thầy cái CT á, CT scanner và MRI là hai cận lâm sàng mà gọi là chẩn đoán đối với bệnh lý này. Về điều trị á, thì về cái mục tiêu điều trị thì những người mà bị rồi thì phải làm sao để cho người ta đỡ bị tổn thương, hoặc là tổn thương là thấp nhất có thể. Vì một lý do là tế bào não á, nó bị tổn thương á, nó khó phục hồi lắm. Do vậy thì khi mà trên não bị tổn thương á, người ta sẽ chia làm 3 vùng. Các bạn có đoán được vùng nào không? Khi một cái vị trí nào đó ở trên não bị tổn thương thì người ta sẽ chia làm 3 vùng. Theo các bạn,
thì não nó lúc tại thời điểm đó nó sẽ có những vùng nào. Nhắc lại câu hỏi ha, là một cái bán cầu đại não của một người nào đó bị tổn thương thì chúng ta sẽ chia não đó thành ba vùng dựa vào mức độ tổn thương hoặc không tổn thương. Thì theo các bạn đó là những vùng nào? Suy nghĩ đi, comment. Sai, không có trừ điểm. Theo các bạn đó là những gồm những vùng nào nhỉ? Ví dụ nha, não bên phải có một chỗ bị tổn thương thì lúc đó mình sẽ chia cái não bên phải đó thành ba vùng để mình đánh giá, để mình có cơ sở để điều trị luôn á. Thì đó những vùng nào hả? Đó là những gồm những cái vùng nào? À, như vậy thì thầy sẽ nói cho các bạn nhé. Nhiều khi ở này thì nó liên quan tới bệnh học. Thì thầy nói xong các bạn sẽ nhớ thôi. Không không phải thân não đâu bạn, vì đây mình đánh giá ở trên đại não thôi, tức là vị trí trên đại não sẽ bị tổn thương thì lúc đó Quỳnh Như đúng không? Phạm Thị Quỳnh Như bạn nói là vùng tổn thương. Rồi như vậy là Như đã từng nghe ai đó nói về cái này rồi đúng không em? Vì em phân chia nó chỉ thầy chỉ điều chỉnh cho em cái giữa thôi, cái giữa em nói là vùng cận tổn thương, cái vùng tổn thương đúng rồi nè. Rồi vùng không tổn thương là vùng lành ha. Vùng cận tổn thương thì cái từ mà mình hay gọi á là vùng tranh tối tranh sáng. Anh từ từ để thầy ghi cho. Vùng tranh tối tranh sáng. Anh đúng rồi, tranh sáng. Đây, vùng này các bạn này là vùng tổn thương, là vùng hoại tử á, vùng tranh tối tranh sáng, và vùng không tổn thương là vùng lành. Thì ba vùng đó thì theo các bạn, nếu mà mình được hỏi là muốn cứu vùng nào thì các bạn sẽ cứu vùng nào? Vùng tổn thương, vùng lành, vùng tranh tối tranh sáng, thì theo các bạn mình có thể cứu được vùng nào? Đương nhiên vùng lành này là không không đề cập rồi. Vùng lành không đề cập rồi, vì vùng lành là nó tốt rồi, chỉ còn hai cái vùng còn lại thôi, vùng tổn thương và vùng tranh tối tranh sáng. Thì nếu mà đúng hai vùng tranh chính xác, nếu mà gặp cái tình huống đó thì các bác sĩ sẽ phối hợp với dược sĩ sẽ cứu cái vùng tranh tối tranh sáng, vì vùng đó có thể cứu được, còn vùng tổn thương, vùng hoại tử thì gần như không cứu được, vì tế bào não nó cần oxy liên tục mà, với thời gian mà tổn thương như vậy thì gần như khó là cứu, rất là khó cứu luôn. Tranh tối tranh sáng nhớ ha. Rồi mục tiêu điều trị như vậy nhé. Tiếp theo là khi mà ổn định được á về huyết động, về các cái dấu hiệu sinh tồn, tức là ở khoa cấp cứu này, khoa nội thần kinh điều trị tốt, hoặc là khoa tim mạch nếu mà có một số bệnh viện thì kết hợp, thì sau đó sẽ chuyển xuống một trong hai khoa, một là khoa phục hồi chức năng, hai là khoa y học cổ truyền. Thì hai cái khoa đó làm nhiệm vụ là phục hồi vận động, hoặc có thể có một số bệnh viện kết hợp cả hai khoa với nhau. Và phục hồi vận động thì thường là sử dụng phối hợp mà rất nhiều phương pháp, có thể là dùng thuốc hoặc không dùng thuốc, cái phương pháp phục hồi rất là hiệu quả. Về nguyên tắc điều trị đó, nguyên tắc điều trị thì thứ nhất là phải bảo đảm được cái chức năng sống, nó sinh tồn đó. Thứ hai là chúng ta phải điều trị những cái triệu chứng bệnh lý đi kèm, vì nằm lâu à có nguy cơ, ví dụ như là loét nè, rồi liệt, thì mình phải chăm sóc điều trị triệu chứng này để cho nó làm sao đó trở nên hoạt động tốt, phục hồi được. Và nếu phẫu thuật mà khi cần thiết thôi, cần thiết thì mới phẫu thuật, rồi tái lập tuần hoàn, rồi bảo vệ cái hệ thống thần kinh, đồng ý. Rồi về về điều trị á thì có hai cái phương pháp ha, một điều trị nội khoa. Điều trị nội khoa thì chia sẻ với các bạn á thì có hai cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên á là điều trị ở phòng cấp cứu á, khoa nội thần kinh á, để cho ổn định. Thì có thể ví dụ như gặp những trường hợp mà nhồi máu não
nhồi máu não, có những cái sợ cục huyết khối thì người ta sẽ làm thông thoáng ha, thông thoáng, có thể là dùng thuốc chống kết tập tiểu cầu, có thể dùng tiêu sợi huyết vân vân. Và ở đây các bạn cũng nắm rất là nhiều về thuốc rồi, nên thầy có thể chia sẻ các bạn một số cái tên thì chắc chúng ta nhớ rất là rõ luôn, ví dụ như là aspirin 81 mg hoặc là clopinorel vân vân, là những cái nhóm mà chúng ta sử dụng thường xuyên ở cái phòng cấp cứu hoặc là nội thần kinh. Còn khi mà chuyển qua khoa phục hồi chức năng hoặc là khoa y học cổ truyền á, thì chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều phương pháp khác nhau, ví dụ như là xoa bóp nè, massage, tùy cái mình sử dụng cái từ nào cho nó phù hợp, rồi châm cứu nè, hoặc là dùng vận động trị liệu, siêu âm trị liệu, hoặc là dùng hoạt động trị liệu vân vân. Thì đối với những cái trường hợp đó thì tùy đánh giá, tùy cái mức độ mà mình sẽ tập những cái phương pháp khác nhau. Và những cái phương pháp không dùng thuốc á thì chúng ta chú ý nhé, nó chia làm hai nhóm, nhóm xâm lấn và nhóm không xâm lấn. Nhóm xâm lấn tức là những cái gì mà tác động vào bên trong cơ thể, ví dụ như châm cứu nè là xâm lấn nè, còn xoa bóp, hoạt động trị liệu, thủy trị liệu, rồi siêu âm trị liệu, những lĩnh vực mà liên quan tới vật lý trị liệu á, thì đó là những phương pháp không xâm lấn. Thì thường á, là người ta sẽ ưu tiên cái phương pháp không xâm lấn hơn. Theo các bạn, tại sao mà khi điều trị bằng các phương pháp không dùng thuốc thì người ta lại ưu tiên các phương pháp không xâm lấn hơn? Chia sẻ nhé, để xem các bạn bên dược nhìn nhận cái vấn đề mà điều trị không dùng thuốc như thế nào thôi. Nhắc lại câu hỏi nè, theo các bạn thì tại sao mà người ta lại ưu tiên điều trị các phương pháp không dùng thuốc á, là không xâm lấn hơn cái xâm lấn? Xâm lấn tức là đưa vào bên trong á, đưa vào bên trong. Có ai có câu trả lời không? À, cái này hơi khó với chúng ta. Rồi, thầy chia sẻ luôn vì thuốc quá. Không, thầy đang nói là cái không dùng thuốc thôi, chứ dùng thuốc nó tốt ở trong giai đoạn đầu tiên nha, trong giai đoạn đầu tiên phải dùng thuốc à. Nó ví dụ như là cái tình trạng mà nhồi máu não á, nó có cục huyết khối mình phải làm tiêu đi chứ. Nhưng mà trong giai đoạn sau á, trong giai đoạn sau mà không dùng thuốc á, thì người ta ưu cái những cái cách thức mà không xâm lấn nhiều hơn. Xâm lấn ít, người ta ít lắm. Ví dụ như là xâm lấn, ví dụ như là châm cứu này, trong y học cổ truyền này, hoặc là laser nội mạch, laser, laser. Đây, cái dạng này nè, laser nội mạch. Đây là dạng xâm lấn nè. Rồi châm cứu nè. Đây là những dạng xâm lấn nè. Đó. Còn những trường hợp mà không xâm lấn trong điều trị không dùng thuốc này như là siêu âm trị liệu. Chút xíu. Trị liệu. Rồi thủy trị liệu này. Rồi hoạt động trị liệu này. Vân vân, nhiều lắm. Đó. Rất là nhiều luôn. Và những cái phương pháp mà sau là gọi là không xâm lấn, thì chia sẻ với lớp nhé, là cái vấn đề mà sử dụng các phương pháp mà điều trị không dùng thuốc rất là tốt, để hỗ trợ với dùng thuốc, cái nào cũng tốt hết. Nhưng mà khi mà ta lựa chọn cái phương pháp không dùng thuốc á, là người ta quan tâm tới gan, tới thận, và người ta nghĩ rằng sẽ tốt, và khi đó người ta sẽ chọn lại không để lại sẹo. Khó lắm em, nó chút xíu à, cái đầu vào nó nhỏ lắm, khó để lại sẹo lắm. Khi mà sử dụng cái phương pháp mà không xâm lấn á, thì cái vấn đề mà nhiễm trùng, cái vấn đề mà lây nhiễm qua cái đường máu á, nó ít hơn. Còn khi mà sử dụng cái phương pháp mà xâm lấn á, thì phải tuân thủ nghiêm ngặt cái vấn đề về vô trùng. Ví dụ như châm cứu là kim xài một lần thôi, còn laser nội mạch cũng phải dùng một cách cẩn thận nhất. Đó, những cái mảng này thì có bác sĩ lo rồi. Các bạn chỉ cần cung cấp cái trang thiết bị là được rồi, nhưng mà chúng ta nhớ là được ha. Rồi kế tiếp đây, về ngoại khoa thì xử lý thôi, khi mà nó có rối loạn, ví dụ như tắc nghẽn thì mình làm cho lưu thông, ví dụ dẫn lưu não thất chẳng hạn. Rồi về phòng bệnh thì có hai hình thức, các bạn nhớ này, khi mà chưa bị tới lúc bệnh ha, đó là phòng bệnh. Thứ hai là bị rồi thì làm sao đó đừng bị nữa.
Đó, hai cái giai đoạn ha. Bữa đó nó ngủ trong cái phòng đó, cái phòng nó có nguyên cái lỗi gì vậy? Anh Thư ơi tắt mic, anh Thư tắt mic. Ờ, cảm ơn em. Hết hồn. Tiếp tục nhá. Đó là khi mà chưa bị, bệnh nhân chưa bị, những đối tượng nguy cơ chưa bị và phòng đừng cho nó bị nữa là loại 1. Đừng để cho bệnh nhân bị, đừng cho người đó bị là loại 1 ha. Còn nếu mà bị rồi, bị lần 1, tại vì bệnh lý này có thể tái phát N lần mà, bị lần 1 và cố gắng đừng cho để bị lần 2, hoặc đang bị lần 2, cố gắng đừng để bị lần 3. Đó là phòng bệnh cấp 2. Và đây là một loạt câu hỏi hỏi lớp ha. Ví dụ phòng bệnh cấp 1 là như thế nào? Phòng bệnh cấp 2 là như thế nào? Nhớ ha. Còn đây là những cái dụng cụ mà các bạn nên có ở trong, các bạn nên tư vấn cho bệnh nhân. Cái này rất là rẻ tiền nếu mà so với cái vấn đề sức khỏe, nếu mà so với vấn đề sức khỏe ha. Ví dụ đây, cái này các bạn đã từng học bên thực hành sinh lý rồi, làm rẻ lắm, rất là dễ luôn. Cái gì mà dễ mà đơn giản thì hướng dẫn người ta. Thứ hai là cái đồ đo huyết áp. Huyết áp thì có thể các bạn mua cái loại cổ tay cũng được, đo cổ tay cũng được, mà đo ở cánh tay cũng được, nhưng mà nếu mà đo ở cánh tay thì nó chính xác hơn. Đó là một số lưu ý ha. Rồi, các bạn nhìn hình này thử xem nhé. Rồi, thầy sâu lên nha, các bạn có 10 giây nhìn cái hình này này. Các bạn thấy có gì lạ không? Bệnh nhân này có gì lạ không? Và theo các bạn, tới giờ phút này các bạn có thể nghĩ bệnh nhân này có vấn đề gì ở trong mạch máu không? Có vấn đề gì ở trong mạch máu không? 10 giây nhé. Cái này chụp ở VMAX á, cho nên là nó có từ, thường là dùng từ tiếng Anh, một số tiếng Việt thôi. Đây, comment cho thầy biết cái ý của các bạn đang suy nghĩ là gì? Bỡ trên mạch. Cũng vui ha. HDL cao. Không, HDL đâu cao em. LDL á, thì xíu lại nè. HDL thấp á. Rồi, triglyceride cao. Rồi, bình nhận định đúng á. Nhưng mà hai cái đó xong em có thể suy nghĩ cái gì không? Cái đó mới là cái hay của dược sĩ. Tại vì các bạn tư vấn mà, ví dụ như HDL thấp, triglyceride cao, người ta cũng biết mà, đang ghi rồi. Nhưng mà mình dược sĩ nhà mình á, mình phải nói điều gì để người ta đi bệnh viện liền. Cái xét nghiệm này rất rất là điển hình luôn đấy. Có nguy cơ nè, nguy cơ, có thể có nguy cơ bị tai biến đấy, dạng xuất huyết não luôn á. Rồi, các bạn nghĩ tới cái gì? Cái mà thầy lúc nãy vừa nói á, cái chỗ phần nguyên nhân á, nhớ không? Chỗ phần nguyên nhân á, chỗ mà phân loại cái tình trạng mà xuất huyết não nè, tình trạng nhồi máu não á, cái nào mà đầu tiên á, tắc nghẽn mạch máu do cái gì? Do cái gì? Tắc nghẽn mạch máu nhưng mà do cái gì? Chà, đúng rồi. Do huyết khối à? Không, này không do huyết khối. Oanh ly hay là ly oanh nhỉ? Sơ vữa, đúng rồi, chính xác. Đó, các bạn thấy mình biết được, mình biết tất cả luôn, nhưng mà có thể các bạn ngại nói thôi. Chính xác, các bạn nói đúng. Đó là dựa vào cái xét nghiệm mà thầy vừa chia sẻ với lớp á, đây là một cái tình trạng điển hình của cái bệnh sơ vữa động mạch. Chính xác, sơ vữa động mạch. Do vậy khi mà các bạn mà nhìn cái bi lăng lipid gồm có 4 thông số ha. Triglyceride là 1, cholesterol là 2, HDL là 3, LDL là 4. Nếu các bạn thấy triglyceride tăng rất là cao, 400 mg thì chính là cao rồi, cộng với HDL giảm thì bệnh nhân có nguy cơ rất lớn đó là sơ vữa động mạch và sẽ đi khám lại gấp và có những phương pháp điều trị nhất định. Nói bây giờ nói hơi quá cái môn học này một chút xíu nhá. Nếu mà các bạn được lựa chọn giữa fibrat và statin, cái nhóm đó, thì
thì các bạn sẽ chọn nhóm nào? Fit, Rat và Stratif. Chọn một trong hai. Chọn nào? Các bạn mà làm như này thì chắc chắn sẽ có bạn đúng, tại vì hai nhóm đều chọn hết. Rồi cái này chia sẻ thêm nhá, nếu mà triglycerides tăng thì ưu tiên là fibrat là số 1, LDL tăng ưu tiên là statin. Về xem lại dược lý nhá, không sao, đây là hỏi thêm nữa mà, các bạn mà có một cái đáp án mà khác chút xíu không sao cả, mình có thể xem lại. Rồi đó là một số lưu ý liên quan tới cái bệnh tai biến mạch máu não. Tóm lại, đối với tai biến mạch máu não thì các bạn nhớ một số ý giúp thầy. Thứ nhất, định nghĩa. Thứ hai là phân loại và chú ý hai loại chính thôi, là xuất huyết não và nhồi máu não, hay tên khác là thiếu máu não. Rồi kế nữa là những cái yếu tố nguy cơ và những nguyên nhân gây ra từng cái bệnh lý cụ thể và biểu hiện lâm sàng. Biểu hiện lâm sàng đặc biệt là cái tình trạng nhanh gấp của cái nhóm mà xuất huyết não ha. Rồi về cận lâm sàng, các bạn chú ý là ưu tiên là hai cận lâm sàng, đó là CT scanner và MRI. Nhưng nếu mà CT scanner không có cho kết quả rõ thì mới dùng MRI thôi. Còn về phòng thì chúng ta có hai mức độ. Còn dụng cụ y khoa, các bạn cố gắng là tư vấn cho người ta để người ta trang bị. Và đối với bản thân gia đình mình luôn, thì nếu mà gia đình mình có những người già hoặc là những người lớn tuổi á, thì các bạn cũng có thể là mua cái máy đo đường huyết, mua cái máy đo huyết áp. Còn về xét nghiệm thì các bạn chú ý này, nếu các bạn có cái xét nghiệm mà các bạn nghi ngờ thì gửi lại cho thầy, thầy đọc cho các bạn ha. Thầy có làm xét nghiệm cũng 12 năm, do vậy thì thầy có một số kinh nghiệm nhỏ nhỏ, thì đọc giúp cho các bạn về lĩnh vực này để cho mình có cái tư vấn nhanh nhất có thể và nói bệnh nhân đi bệnh viện để tránh trường hợp mà có vấn đề về cái tổn thương về thần kinh. Đó là một số lưu ý chia sẻ cho lớp. Rồi, xong, thầy đã ngừng ghi. Chúng ta nghỉ chạy lao. Bây giờ là 7:10 tới 15 phút, 7:25 ha. Rồi chúng ta quay lại. Các bạn đi ăn ăn tối đi nghe. Hẹn gặp lại chúng ta sau 15 phút. 7:25 được rồi. Xong sớm, nghỉ sớm nha. Rồi đi ăn chút chút đi cho nó no cái bụng. Rồi, đó các bạn đã rời khỏi cuộc họp để đi ăn. Đúng. 7:25 nha. Thầy tạm thời đóng máy chút xíu, máy thầy hơi nóng một tí.
Rồi chuẩn bị nào. Mời các bạn vào. Bạn nào còn ở ngoài nên chúng ta vào ha. À, chúng ta bắt đầu ha, thầy bắt đầu ghi âm phần tiếp theo là bệnh lý đái tháo đường, rồi sau đó thầy sẽ share cái màn hình lên. Rồi, các bạn thấy màn hình chưa? Thấy màn hình chưa? À, rồi ha. Rồi, đầu tiên các bạn xem một cái kết quả xét nghiệm ha. Và thường là kết quả xét nghiệm này ở cái mục sinh hóa. Thì theo các bạn, những chỉ số nào ở trên màn hình các bạn thấy á, những chỉ số nào liên quan đến bệnh lý đái tháo đường, liên quan tới bệnh lý đái tháo đường. Các bạn xem ha, ở đây là cái sinh hóa này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 thông số. Thì thông số nào mà liên quan đến các cái xét nghiệm giúp chẩn đoán bệnh lý đái tháo đường, comment nhé. Rồi, ghi tên đi bạn, ghi tên đây, ghi tên cho nó rõ. Luco, Luco, HB1C. À, rồi, chính xác. À, các bạn đã nhìn nhận rất là nhanh. Đây là hai cái thông số, hai cái thông số. Vậy nên khi mà các bạn xem một cái xét nghiệm, vì chắc chắn bệnh nhân sẽ gửi các bạn xem xét nghiệm rất nhiều và dược sĩ đọc xét nghiệm rất tốt. Hình ảnh học thì có thể để một bên, nhưng xét nghiệm các bạn đọc khá là tốt. Và đây là mảng sinh hóa này, thì các bạn sẽ xem đây là gluco và đây là phần trăm của HB1C. Vậy thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho lớp một cái bệnh lý có tên là đái tháo đường. Bệnh lý này thì có một cái tên dân gian đó là tiểu đường. Và khi mình tìm hiểu bệnh lý đái tháo đường này á, thì thứ nhất thì các bạn xem định nghĩa thế nào là đái tháo đường, thứ hai là phân loại hiện nay có mấy loại, rồi thứ ba là những cái triệu chứng về lâm sàng nè, về cận lâm sàng, thì lâm sàng có gì đặc biệt hay không, chắc chắn là có rồi ha. Rồi cận lâm sàng, cận lâm sàng. Và về cận lâm sàng á, thì ý nghĩa của nó rất là quan trọng luôn. Riêng với
HB1C này, thì các bạn sẽ tìm hiểu về cái ý nghĩa của nó. Nó giúp mình tầm soát hay là có ý nghĩa về chẩn đoán. Rồi kế nữa là đường huyết. Đường huyết thì mình sẽ đo ở mấy cái thời điểm. Đó là một số lưu ý. Rồi về điều trị thì có mục tiêu điều trị và nguyên tắc điều trị, sử dụng thuốc hay là dùng insulin, tùy vào những cái loại tiếp 1 hay là tiếp 2. Và cuối cùng là những một số cái phòng. Cái này thì bệnh lý này liên quan tới ăn uống là nhiều, liên quan đây là một cái bệnh lý về chuyển hóa mà tình trạng này là rối loạn. Rồi đầu tiên thì các bạn xem là bệnh lý đái tháo đường hay là tiểu đường, thì những cái vấn đề mà liên quan thì chúng ta sẽ tìm hiểu, ví dụ như là định nghĩa, tìm nguyên nhân, yếu tố nguy cơ, triệu chứng lâm sàng, những cái cận lâm sàng và nguyên tắc điều trị. Các bạn có nhớ là ngày đái tháo đường thế giới là ngày bao nhiêu không? Vừa mới qua luôn á. Ngày đái tháo đường thế giới là ngày nào? Bạn nào mà vô Facebook của thầy sẽ biết cái ngày đó. Thầy đăng rất là đẹp luôn, cái nền màu xanh nhá. Nhớ không? Ngày đái tháo đường thế giới ngày nào? Chính xác, hay quá. Chính xác, đúng rồi, các bạn nhớ rất là tốt. Và tại sao thầy lại nhờ các bạn nói lên cái ngày đái tháo đường thế giới? Vì các bạn phải nhớ cái ngày này nhé. Cái ngày này nè, các bạn có thể cho bệnh nhân một cái cơ hội. Cơ hội là gì nhỉ? Mình đo đường huyết này, miễn phí này. Mình tư vấn miễn phí. Và có thể điều trị cho người ta một cái liệu trình, ví dụ như là một tuần hay hai tuần. Đó là một cái mà chúng ta nên suy nghĩ. Ha. Vì cái bệnh lý này mà khi mà người ta bị á, thì người ta sẽ điều trị suốt đời mà. Người ta sẽ điều trị suốt đời. Và khi mà chúng ta quan tâm thì bệnh nhân sẽ theo chúng ta thôi. À, lưu ý ha, đó là ngày đái tháo đường thế giới là ngày 14 tháng 11. Rồi, kế nữa là các bạn để ý cái bệnh lý này. Vì theo nghiên cứu á, thì người ta nói là những cái thống kê năm 1995 tỷ lệ đái tháo đường là 4%, và tới khoảng 5 năm sau, tức là năm 2025, bị là 2020 rồi, 2025 là 5,4%. Nếu ở Việt Nam thì ít hơn, Mỹ thì nó nhiều hơn. Nhưng mà theo cái thống kê vừa rồi á, cái lúc mà thầy xem vào tháng ngày 14 tháng 11 á, thì hiện nay á thì cứ 11 người sẽ có một người bị đái tháo đường, là thống kê trên toàn thế giới á. Và cái tỷ lệ đó nó cũng gần đúng ở với Việt Nam. Vậy thì với một cái dân số là 90 triệu, mình cứ coi là chẳng là 90 triệu người đi, thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị đái tháo đường thì rất là cao. Mà chúng ta cũng biết đây là một bệnh lý có lây không? Vậy bệnh lý này bệnh lý có lây không? Theo lớp có lây không? Chính xác, đúng rồi, bạn nói đúng rồi. Đó thì các bạn thấy không, khi mà chúng ta nói là gần như là không có sai. Nên là khi mà các bạn làm bài kiểm tra thì các bạn áp dụng cái cách mà chúng mình nói, mình làm, mình quyết một lần thôi, thì chắc chắn điểm chúng ta sẽ rất rất là tốt luôn á. Quay trở lại bài, thì đây là một cái bệnh lý không có lây nhưng mà tỷ lệ mắc rất là nhiều. Các bạn phải tìm hiểu ra cái lý do tại sao mà bị quá nhiều như vậy. Thì người ta nói đó là do cái miệng mà ra thôi, và theo nghĩa đen đó nha. Vì ăn vào những cái thức ăn, thì chúng ta thấy mình á là cái nền văn minh của mình là nền văn minh lúa nước rất là lâu đời rồi. Cái khẩu phần ăn của mình á thì có thể rất là đa dạng nhá, nhưng mà tinh bột vẫn chiếm cái tỷ lệ rất là lớn, kiếm cái tỷ lệ rất là lớn luôn. Còn đạm thì cũng có, chất béo cũng có, nhưng cái tinh bột nó là cái cơm ha, cơm bún cháo phở vân vân. Và người ta nói là cái năng lượng mà do tinh bột cung cấp á, nó chiếm khoảng 50%. Các bạn xem lại cái phần sinh lý bệnh nha,
cái phần mà chuyển hóa, rối loạn về chuyển hóa glucid, thì các bạn sẽ thấy đó là cái lý do tại sao mà cái người Việt Nam hay bất kỳ một cái dân tộc nào đó ở cái vùng mà văn minh lúa nước đó, bị rất là nhiều. Rồi cái nữa, sinh ra mình đã thích ngọt rồi, ăn đồ ngọt mình rất là thích. Ví dụ như các bạn thấy, ví dụ gần ở cơ sở chính của mình đó, bên bến Vân Đồn, chúng ta cũng có những chỗ bán trà sữa này. Rồi xung quanh cái trường mình, chỗ nào cũng vậy, có sinh viên là có những món ăn vặt, những món mà đường mà rất là nhiều luôn. Đó là lý do tại sao mà cái tỷ lệ mà bệnh nhân đái tháo đường rất là cao, rất là cao luôn. Vậy thì chúng ta xem coi tại sao là như thế. Thứ nhất là bệnh đái tháo đường này là bệnh mãn tính, và các bạn bên dược chú ý nhé, các bạn hãy quan tâm tới bệnh lý mãn tính, vì bệnh lý đó có thể có hai cái hướng. Một là các bạn chăm sóc thường xuyên đều đặn và mình có rất nhiều công việc để mà làm. Thứ hai là bệnh nhân sẽ điều trị. Điều trị nhiều thì người ta phải mua mua thuốc, rồi tham gia các cái xét nghiệm vân vân, thì các bạn sẽ tư vấn để chăm sóc mấy nhóm này. Và khi mà chăm sóc tốt, tư vấn tốt thì bệnh nhân sẽ ổn hơn, ổn định đường huyết thôi. Rồi ý thứ hai là nó sẽ liên quan đến cái việc mà có hay không có insulin. Thì insulin đây là một cái hormone của tuyến tụy ha, tuyến tụy nội tiết. Các bạn còn nhớ là tế bào nào sản xuất ra không? Tế bào nào sản xuất ra không? Tế bào nào sản xuất ra insulin? Đó là tế bào beta ha, tế bào beta của tuyến tụy. Đúng rồi. Gạo lứt rồi chút xíu là sẽ chia sẻ ha. Gạo lứt cũng một phần thôi, nhưng mà còn cái nó còn có cái là tốt hơn gạo lứt luôn. Tiếp theo là ở trong máu á, của những cái bệnh nhân đái tháo đường này á, thì cái lượng gluco á, nó tăng và không kiểm soát được luôn á. Thì bình thường á, trong máu của mình có đường ở dạng đường gluco, thì nó khoảng là, nếu mà đo đường huyết lúc đói á, là từ 70 cho tới 110 mg decilit, mà mấy cái này sẽ tăng hơn rất là nhiều. Nhẹ nhất á, là cũng phải từ là 110 đến 126. 110 tới 126 mg/dL. Còn nặng hơn á thì có thể là phải trên 126 mg/dL nếu mà đo đường huyết lúc đói. Đó, do vậy thì chúng ta thấy là lượng đường rất là cao, và khi mà lượng đường cao như vậy thì thứ nhất người ta sẽ xài không hết. Thứ hai, lượng dư còn lại để làm gì? Nó sẽ tích lũy ở dạng mỡ. Và nó ở cái chỗ mà những chỗ mà nó mình không mong muốn nó to, ví dụ vòng 2 chẳng hạn. Rồi nó làm thay đổi những cái vị trí mà nó làm cho những vết thương lâu lành hơn, tại vì môi trường đường mà. Đó là một số cái vấn đề liên quan, và liên quan đến hydrat carbon, liên quan gluco. Rồi chúng ta xem lại tuyến tụy nhá. Tuyến tụy thì mình có 3 loại tế bào. Tế bào alpha, đây, nó tiết ra glucagon. Tế bào beta thì tiết ra insulin. Rồi tế bào delta thì tiết ra somatostatin. Thì ở đây mình chỉ quan tâm đến tế bào alpha và tế bào beta thôi. Nó có xảy ra tình trạng là có hay không có. Rồi đây, cái trò chơi bập bênh ngày xưa chúng ta hay chơi, nếu mà bạn nào mà có cái tuổi thơ mà gắn liền với những cái công viên á, hoặc cái trường mẫu giáo thì có. Thì các bạn cứ tưởng tượng khi mà mình cân bằng á, nó giống như cái vạch đứt khúc đó nè, là đường huyết bình thường. Còn nếu mà khi mà đường huyết nó tăng, ví dụ ở đây đường huyết nó tăng, thì ngay lập tức á, là một tế bào nó sẽ được kích hoạt, được kích thích, đó là tế bào beta. Và khi mà tế bào beta nó được kích thích á, thì nó sẽ sản xuất ra insulin. Và khi mà sản xuất ra insulin thì chuyện gì xảy ra? Lượng đường ở trong máu á, nó sẽ từ trong máu nó sẽ ở vào gan và trở thành những dạng là glycogen dự trữ ở trong gan, và lúc đó thì đường trong máu nó trở về trạng thái bình thường. Còn nếu mà đường huyết giảm thì cũng một cái tế bào của tuyến tụy nó bị kích thích, nhưng mà đó là tế bào alpha, và tế bào alpha nó sẽ sản xuất ra glucagon.
glucagon sẽ tác động, nó làm cho glycogen đó ở trong gan nó sẽ chuyển ra ở trong máu dưới dạng là gluco, dưới dạng gluco nhé. Và đường nó sẽ được kéo lên, đường kéo lên. Đây là cái vai trò của tuyến tụy. Nên là nếu mà có vấn đề gì xảy ra thì đường trong máu nó sẽ bị rối loạn, nó sẽ bị rối loạn. Rồi chúng ta xem là những cái trường hợp mà có rối loạn có thể xảy ra. Thứ nhất này là tuyến tụy không có, đúng không? Tuyến tụy không có. Ví dụ như là trong cái trường hợp gì nhỉ? Tai nạn. Ví dụ như trường hợp tai nạn đó, đó là tuyến tụy không có, họ bị phá hủy đó. Thứ hai là tuyến tụy nó, cái tế bào alpha, tế bào beta, đặc biệt là tế bào beta, nó sản xuất ra insulin rất là ít, nó không có đủ cái khả năng hoạt động, đủ số lượng hoạt động. Rồi trường hợp thứ ba là cái insulin có rất là nhiều luôn, và bình thường đó, bình thường và nhiều luôn, nhưng mà nó gắn vào cái thụ thể á, thụ thể nó trơ, nó không có tiếp xúc được với insulin. Như vậy cái kênh á, để đưa đường vào bên trong á, nó không có được mở ra. Đó là những cái trường hợp mà có thể xảy ra bệnh lý, và người ta sẽ chia làm hai cái loại chính, hai loại đái tháo đường chính. Rồi đây là một số cái hình ảnh minh họa ha. Một số cái hình ảnh minh họa về với vấn đề mà tiết ra insulin ở chỗ này. Đó. Đây. Lượng đường á thì nó vào thì qua một cái bơm, là cái bơm nó liên quan tới cái chất glucose 4 này, các bạn xem. Tại vị trí này. Để ý hình này ha. Rồi. Khi mà liên quan tới cái hệ tiêu hóa vì ăn uống mà, thì chúng ta sẽ thấy thức ăn đi vô, nó được xử lý ở miệng này, vô dạ dày được xử lý thêm. Rồi từ dạ dày nó sẽ vào trong mạch máu, hoặc là cụ thể mà chính xác hơn đó là từ ruột non, dạ dày vào mạch máu ít lắm, từ ruột non vào bên trong, từ ruột non vào bên trong hệ thống mạch máu này. Và sau đó thì tế bào beta của tuyến tụy á, nó sẽ sản xuất ra insulin, insulin nó sẽ đưa máu vào bên trong các cái chỗ dự trữ, ví dụ như là gan. Đó là trường hợp bình thường, quá trình hoạt động bình thường. Rồi đây là một số cái vị trí mà mình quan tâm, ví dụ ở gan này. Gan thì nó có hoạt động của insulin và glucagon á, nó rõ nhất luôn. Ở mô mỡ, ở mô cơ thì ở cơ á thì cũng chứa đường rất là nhiều luôn á. Nhưng mà tính ra ở cơ nó chứa một lượng đường gấp khoảng 2,5 lần ở gan, nhưng mà đường ở cơ rất là khó sử dụng. Và một cái câu hỏi dành cho các bạn buổi 4 như sau liên quan tới đái tháo đường á, là ở cơ nó có hay nó có hoặc là nó thiếu, tức là liên quan tới enzyme nào mà đường ở cơ rất là khó sử dụng. Hay là một cái câu khác ngắn gọn hơn là tại sao đường gluco dự trữ ở cơ thì rất là khó sử dụng. Còn chủ yếu cơ thể mình sẽ sử dụng đường gluco dự trữ ở gan nhá, các bạn sẽ thầy tạo ra cái chỗ để chúng ta trả lời cho buổi thứ tư rồi. Các bạn sẽ trả lời như đó nha. Còn sau đó thầy sẽ tóm tắt lại và sẽ phản hồi để chúng ta những cái câu trả lời. Và khi mà các bạn trả lời thì chúng ta chú ý lưu lại để tránh trường hợp mà sau này hỏi lại quên. Nhắc lại là đường gluco dự trữ ở cơ nhiều lắm, gấp khoảng 2,5 lần ở gan, nhưng mà thường là chúng ta sử dụng đường dự trữ ở gan nhiều hơn. Và khi mà bị chấn thương á, thì cơ thể phải có những cái hoạt động để làm lành vết thương, thì lúc đó nó sẽ tốn năng lượng và thường sẽ huy động trong ba cái nguyên liệu á. Đường gluco là một này, axit béo là hai nè, axit amin là ba, thì sẽ sử dụng đường gluco trước, axit béo tiếp theo. Còn axit amin rất là hiếm, axit amin thường dùng để tạo cái khung, cái cấu trúc của một số cơ quan trong cơ thể mà thôi. Về cái nguyên nhân á thì thường là có thể là do bẩm sinh, có thể là do yếu tố tác động bên ngoài. Đó là một số cái nguyên nhân. Về phân loại thì hiện nay á, thì có người ta ghi nhận là có 3 loại. Một là đái tháo đường type 1, là đái tháo đường là phụ thuộc vào insulin, thường xảy ra ở người trẻ tuổi. Đái tháo đường type 2 thì thường xảy ra ở những người mà lớn tuổi, và không phụ thuộc vào insulin.
đái tháo đường thai kỳ. Ở đây chú ý đái tháo đường thai kỳ tại vì nó liên quan tới nữ. Các bạn nữ có một số cái vấn đề mà liên quan tới sức khỏe mà không thể tránh được. Thứ nhất là nếu mà lập gia đình thì trong quá trình mà có thai sinh con thì sinh càng nhiều lần sức khỏe sẽ càng giảm. Và những người mà đẹp, những người mà trẻ thì thường là có hai cái tình huống sau đây. Một là chưa có gia đình. Thứ hai là khi mà có gia đình thì người chồng nhà lo hết hoặc là có một cái tổng quản ở nhà. Đã thường là chỉ có hai trường hợp đó thôi. Và quay lại cái thông thường nhất của nữ thì khi mà có thai thì cái cơ thể thay đổi thì không nói rồi. Nhưng mà nó có nguy cơ lắm. Trong quá trình có thai thì thường phải đi xét nghiệm đường huyết. Xét nghiệm đường huyết thì thường là phụ nữ có thai là không có nhịn ăn, mà nhịn ăn không có được. Do vậy người ta sử dụng cái phương pháp là uống 75g đường pha trong 300ml nước. Người ta sẽ đo, 1 giờ sau người ta đo, 2 giờ sau người ta đo. Mà nếu mà 2 giờ sau người ta đo á, mà đường huyết mà dưới 140mg trên decilit đó thì gọi là bình thường. Nếu mà từ 140 cho tới 200mg trên decilit đó gọi là rối loạn dung nạp đường ha, rối loạn dung nạp đường. Còn nếu mà lớn hơn hoặc bằng 200mg trên decilit gọi là đái tháo đường và gọi là đái tháo đường thai kỳ. Và những người mà đái tháo đường thai kỳ á thì người ta không một cái chấp nhận luôn, người ta nói ra. Và theo nghiên cứu tôi thấy đó là 5 năm sau thì 50% trong số đó, tức là 50% các người mà phụ nữ mà bị đái tháo đường thai kỳ á, sẽ bị mắc đái tháo đường tiếp 2. Đó là lý do tại sao mà mình phải làm các xét nghiệm ở những người phụ nữ có thai. Và thường là những cái trường hợp đó thì mấy cái xét nghiệm rất là khó khăn các bạn. Nếu mà các bạn đã thấy người ta làm một lần khi mà xét nghiệm đái tháo đường thai kỳ á, cực lắm. Ví dụ như thường, ví dụ như là ở bệnh viện Hùng Vương á, ở bệnh viện Hùng Vương á thì khi mà làm á thì thường là tao mua cái loại mà đặt bệnh viện đặt luôn cái hộp á, cái lọ mà chứa khoảng là 250ml thôi, nhưng mà vẫn pha đủ 75g đường, uống rất là khó. Thầy thấy lúc đó thầy thấy ở cái khu mà trên đường Hùng Vương á, cái khu mặt tiền đó thì cái thường ở chỗ đó hay làm uống, mà có những người bị ói. Người bị ói rất là khó chịu. Ói xong thì mình sao? Thì có làm tiếp không? Không, không làm tiếp, để mai. Ví dụ người ta từ tỉnh, ví dụ từ Lâm Đồng hay là Quảng Nam hay là Cần Thơ hay là Tiền Giang vân vân, người ta lên uống xong ói rồi lại phải đợi thêm một ngày nữa. Mà cực kỳ khó uống. Ở đây bạn nào mà đã từng uống ở phòng thực hành đó là 300ml mà 75g đường, nhiều khi ói luôn. Đó là một cái nỗi ám ảnh luôn á. Đó là cái phần mà liên quan tới phân loại ha. Phân loại thì thường là có 3 loại, tiếp 1, tiếp 2 và đái tháo đường thai kỳ. Về những cái mà chi tiết nhỏ hơn á, thì thường mình sẽ so sánh đái tháo đường tiếp 1 với tiếp 2 thôi. Thì các bạn nhớ một số ý thôi. Ý thứ nhất là có thiếu insulin hay không. Thì đối với đái tháo đường tiếp 1 thì gần như là thiếu tuyệt đối hoặc là còn có chút xíu thôi. Còn đái tháo đường tiếp 2 là nó bình thường á. Bình thường hoặc là nó thiếu không đáng kể. Đó là lý do tại sao các bạn thấy á, khi mà các bạn học điều trị bệnh đái tháo đường á thì đái tháo đường tiếp 2 chống chỉ định là gì? Đó là trích insulin, vì nó có đó, nó có mà, nó đâu có thiếu đâu. Rồi. Ý thứ hai là có kháng insulin hay không. Thì đối với đái tháo đường tiếp 1 á, mình không có đề cập tới vấn đề đó, tại vì nó liên quan đến thiếu mà. Còn đái tháo đường tiếp 2 thì nó liên quan đến nó liên quan tới đái tháo đường tiếp 2 liên quan tới cái vấn đề mà tiếp xúc giữa insulin với cái thụ thể á. Thụ thể nó trơ, nó không có nhận được. Rồi, cái nữa về tuổi thì liên quan đến đái tháo đường tiếp 1 là trẻ tuổi, nếu mà bị á là thường là bị từ nhỏ ha.
đi từ nhỏ. Còn đái tháo đường type 2 thì cần một cái thời gian dài, thì lúc đó cái thủ thể nó mới trơ với insulin. Thì như vậy thì người ta chọn mốc là trên 40. Trên 40. Các bạn còn nhớ cái số 40 không? Ví dụ như mà những cái bệnh mà mình đã học từ buổi đầu tiên cho bây giờ này, những bị bệnh lý nào mà liên quan tới độ tuổi là lớn hơn hoặc bằng 40, các bạn liệt kê ra giùm thầy này. Từ buổi đầu tiên, buổi 1 đó, tới hôm nay là buổi 4, thì những bệnh lý nào mà thầy chia sẻ cho lớp mà đối tượng mà nguy cơ từ 40 trở lên, nhớ không? Comment giùm cái. Các bạn còn nhớ cái bệnh nào không? Đầu tiên là đái tháo đường type 2 nè. Còn bệnh thứ hai là gì? Tăng huyết áp. Tăng huyết áp thì nó tăng theo tuổi nha. 40 tăng huyết áp, suy tim trên 40 cũng có nguy cơ. Còn bệnh nữa, có một bệnh nữa liên quan tới hô hấp á, nhớ không? COPD, COPD á thì thường là từ 40 tuổi trở lên, phải hút thuốc lá có, đúng rồi, hút thuốc lá có thâm niên này chứ, đúng không? Đó là lưu ý. Cái vấn đề về về tuổi, nếu mà các bạn quên á thì các bạn nhớ như thế này nè, thì trong cái câu hỏi thường thường á là thầy sẽ hỏi nó rõ ràng lắm, nó không có kiểu giống như là hãy chọn ra đúng hay là ai là triệu phú đâu, nó không, thầy sẽ không cho sát, thường cho những cái mà nó nhìn là sẽ có thể phân biệt được luôn. Do vậy thì gặp những cái câu hỏi về tuổi thì các bạn cứ nhớ liên quan đến đái tháo đường type 2 thì liên quan tới vấn đề mặt trơ của thụ thể, thì phải cần thời gian các bạn chọn những cái tuổi nào mà lớn lớn ở trong cái câu trả lời, dành cho trường hợp mà bí quá không nhớ ha, còn nếu mà nhớ rõ thì càng tốt. Về thể trạng thì khi mà lượng đường ở trong cơ thể mà nó nhiều á, nó kéo dài thời gian á, thì nó có thể đảm nhiệm một số cái vai trò. Đầu tiên là tạo năng lượng vẫn còn dư thì nó có thể chuyển thành axit béo, nó gây tình trạng là tăng cân. Đó, đó là lý do tại sao mà đái tháo đường type 2, những người bị bệnh đái tháo đường type 2 thường là mập. Còn đái tháo đường type 1 thì thường gầy. Đó là một cái số lưu ý. Còn nữa là về điều trị, cái này thì bắt buộc mình phải nhớ rồi, vì các bạn là dược sĩ mà. Là điều trị về đái tháo đường type 1 thì dùng là insulin, dạng chích, và đái tháo đường type 2 thì dạng uống thôi. Còn khi nào mà đường uống mà không có cái hiệu quả nữa thì lúc đó thì các bác sĩ sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp ha. Các bác sĩ về nội tiết sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp. Rồi tiếp theo, đây là một số hình ảnh liên quan đến cơ chế của đái tháo đường type 1 này, type 2. Hình này rõ hơn nè, các bạn xem ha. Cái chấm chấm màu xanh sẽ dương á thì đó là insulin, mô tả cho insulin á, còn màu tím tím á là đường. Đó, cái hình ảnh kiểu của đái tháo đường type 1 đó là insulin rất là ít, do vậy thì nó không có đủ cái lượng insulin để đưa vào nên là đường ở trong máu còn rất nhiều ha, còn rất nhiều. Rồi, đái tháo đường type 2, các bạn thấy cái màu xanh dương nó có nhiều lắm nhá, nó tăng lên rất là nhiều luôn. Có thể là tương đương với cái màu tím luôn á, nhưng mà cái màu tím đại diện cho đường vẫn còn rất là nhiều, nó tăng lượng đường ở trong máu luôn, và cơ á, thì nó không có nhận được, và khi mà không có nhận được á thì nó sẽ có cái phương pháp là nó sẽ sử dụng cái vốn tự có nghĩa là sao, có nghĩa là nó sẽ dùng cái lượng đường còn lại, lượng đường của nó để nó vận hành cho các hoạt động, nó vận hành cho các hoạt động đó, nên là chỗ thiếu thì vẫn thiếu mà chỗ thừa thì vẫn thừa. Ví dụ đường ở trong máu thì quá nhiều, nhưng mà đường ở trong cơ. Nên khi mà điều trị á,
thì thường thường là người ta sẽ tìm các loại thuốc mà tác động vào các cái thụ thể cơ này để cho đường nó vào ha, để cho đường nó vào. Rồi đây là một cái mạch máu mà cái lòng mạch nó bị tổn thương bởi đường này, hoặc là tổn thương bởi bởi mỡ, bởi axit béo. Và đây là một cái hình ảnh gồm, đây là một cái miếng ghép có 9 cái miếng ghép ghép lại đó, biểu hiện mà lâm sàng của một cái bệnh lý có tên là đái tháo đường. Và chúng ta thường hay nghe nói là bốn nhiều á. Thứ nhất này là ăn nhiều nè, ăn nhiều. Thứ hai á là uống nhiều. Thứ ba là tiểu nhiều nè. Thứ tư là sụt cân nhiều. Đây là bốn cái nhiều mà chúng ta phải nhớ ở trên cái bệnh nhân đái tháo đường. Ngoài ra còn năm cái biểu hiện khác mà chúng ta có thể suy ra được, ví dụ vết thương lâu lành, vì cái môi trường này nó rất là nhiều đường, mà đường là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển mà, nên điều trị rất là khó khăn. Những bệnh nhân đái tháo đường mà bị bệnh các bệnh khác, ví dụ đái tháo đường mà tăng huyết áp với không bị đái tháo đường mà tăng huyết áp, thì cái bệnh nhân thứ hai dễ điều trị hơn, dùng thuốc huyết áp êm hơn đó. Hoặc là bị chấn thương gì đó mà trên nền tăng huyết áp, ví dụ như là gãy xương cánh tay hay là cẳng tay vân vân, mà bị tăng huyết áp thì ví dụ như là bị chấn thương mà trên nền đái tháo đường, ở những trường hợp mà bị chấn thương mà không không có trên nền đái tháo đường, thì trường hợp thứ hai vẫn êm hơn, điều trị vẫn tốt hơn. Đó là cái vấn đề liên quan đến môi trường ha, liên quan tới môi trường. Rồi cái nữa là nhìn mờ, nó bị nhòe hình nhá, nó bị nhòe hình. Rồi cái nữa là có vấn đề về về sinh lý ha, có vấn đề về sinh lý. Rồi tiếp theo là cái lòng bàn chân đó, nó bị mất cảm giác. Các bạn còn nhớ cái năm cái giai đoạn của cái cung phản xạ, năm giai đoạn của cung phản xạ, thì cái giai đoạn thứ năm á chúng ta có ha, nhận cảm là một này, dây hướng tâm là hai này, bộ phận xử lý là ba này, dây ly tâm là bốn này, và đáp ứng là năm. Thì đối với cái bệnh nhân mà bị đái tháo đường á, thì cái bộ phận nhận cảm nó bị tổn thương, nó nhận cảm không được. Như vậy thì những người này nè, thứ nhất cái dép nó phải mềm nhưng mà nó phải dày, tại vì cứng quá nó sẽ tổn thương á, nó gây tình trạng là viêm rồi nó loét. Rồi thứ hai nữa là mỗi mà một lần mà đi về phải kiểm tra cái lòng bàn chân, vì người ta có thể dẫm lên cái vật nhọn nào đó mà người ta không biết. Và nặng hơn, có những người á, cái lòng bàn chân nó tạo một cái lỗ luôn, gọi là lỗ đáo, bàn chân lỗ đáo á, đó là bàn chân điển hình của đái tháo đường á. Và cuối cùng là cái dịch âm đạo á, thì theo sinh lý bình thường á, thì cái dịch âm đạo là dịch axit, đó là cái môi trường mà bảo vệ cho người nữ á, để tránh những cái sự xâm nhập của vi khuẩn. Nên khi mà nó bị kiềm hóa ở trong bệnh nhân đái tháo đường á, thì cái dịch âm đạo này nó bị kiềm hóa. Kiềm hóa thì cái tình trạng viêm nhiễm xảy ra liên tục luôn. Mà ở nữ thì cái đường sinh dục với đường tiết niệu nó rất là gần nhau. Rồi nó đầu tiên là viêm nhiễm âm đạo này, rồi sau đó viêm đường tiết niệu, nó bị hoài luôn, thông hết. Điều trị rất là khó khăn luôn, vì cái môi trường nó đã bị kiềm hóa rồi. Đây là một số cái hậu quả, một số hậu quả ví dụ như là có vấn đề về não này, có vấn đề về mắt này, đó, rồi có sự rối loạn về đường huyết này. Rồi về về cận lâm sàng thì các bạn chú ý cái HbA1c á, thì nó chỉ có giá trị là theo dõi, coi coi đường huyết của bệnh nhân trong vòng 2 tới 3 tháng gần đây có vấn đề gì hay không thôi. Có vấn đề gì hay không thôi. Thứ nhất, nếu mà HbA1c mà nhỏ hơn 6,5, nhỏ hơn 6,5%, nhỏ hơn 6,5% á, thì trong 3 tháng gần đây đường huyết ổn định, đường huyết sẽ ổn định. Còn lớn hơn 6,5% là đường huyết nó không ổn định. Mà lưu ý á, là nếu mà cái HbA1c này tăng 1% thì đường huyết lúc đó có thể tăng lên tới 30 mg trên đề xi lít, rất là cao.
Đó, nên do đó là phải kiểm soát. Mà đối với cái việc mà xác định HbA1c á, chỉ bệnh viện hoặc phòng khám mới xác định được thôi. Còn ở nhà thuốc không xác định được HbA1c, mà ở nhà thuốc chỉ xác định được đường huyết thôi. Đường huyết lúc đói hoặc là đường huyết 2 giờ sau khi uống 75 gram gluco pha trong 300 ml nước. Đó là hai cái thời điểm. Và ở đây á, thì khi mà xác định đường huyết lúc đói á, thì thời điểm đó là buổi sáng nha. Các bạn chú ý buổi sáng, hoặc là 8 giờ sau bữa ăn cuối cùng thì buổi sáng là hợp lý nhất luôn. Rồi khi mà làm đường huyết lúc đói á, thì chúng ta chú ý những cái kết quả như sau. Nếu mà từ 70 cho tới 110 mg/dL á, thì là bình thường. Còn từ 110 trên 126 mg/dL á, là rối loạn đường huyết lúc đói, và lớn hơn 126 mg/dL đó thì gọi là đái tháo đường. Có một số cái tài liệu á, thì cho rằng là từ 70 cho tới 100, nhưng mà hiện nay thì các thông số ở Việt Nam thì thường là chúng ta sử dụng cái số là từ 70 đến 110 là bình thường. Từ 110 126 mg/dL là rối loạn đường huyết lúc đói, và lớn hoặc bằng 126 mg/dL đó là đái tháo đường. Còn đường huyết 2 giờ sau khi uống 75 gram gluco pha trong 300 ml nước thì thầy có nói lúc nãy rồi. Bây giờ thầy nói lại cho lớp nghe ha. Sau 2 giờ nếu mà kết quả là nhỏ hơn 140 mg/dL đó gọi là đường huyết bình thường. Từ 140 cho đến 12 cho đến 200 mg/dL là rối loạn dung nạp đường, và lớn hơn hoặc bằng 200 mg/dL đó gọi là đái tháo đường. Vậy nếu nếu một người nào đó đến với chúng ta khoảng đến với chúng ta ví dụ như đến chúng ta khoảng 8 giờ sáng, người ta nói là người ta vừa ăn rồi. Rồi, người ta phải có công việc, người ta đi nên người ta không thể ở lại với chúng ta 2 tiếng, mà người ta muốn xác định là người ta có bị đái tháo đường hay không. Thì các bạn phải làm sao? Nhắc lại câu hỏi, một người đến chúng ta ví dụ 8 giờ sáng đi, và người ta có ăn sáng rồi, và người ta không thể ở với chúng ta lâu hơn 2 tiếng, người ta thể ở với chúng ta khoảng chừng 30 phút thôi, nhưng người ta vẫn muốn biết người ta có đái tháo đường hay không, thì các bạn phải làm gì? Tức là làm gì và hỏi câu hỏi gì để mình có thể trả lời được với người ta một cách là phù hợp nhất? Comment coi có cách nào không. Ở nhà thuốc mình không đo được HbA1c, không đo được, tại vì lấy máu tĩnh mạch mà không đo được đâu. Xác định đường huyết bất kỳ còn kèm theo cái gì nữa không Linh? Xác định đường huyết bất kỳ còn kèm theo cái gì nữa không? Đo đường huyết bất kỳ nhưng mà nó lớn hơn bao nhiêu thì mình ghi nhận. Đo đường huyết bất kỳ chỗ Linh với Như ạ, đo đường huyết lúc bất kỳ nhưng phải lớn hơn bao nhiêu mg trên đề. Bốn nhiều với cái gì? Bốn nhiều nhưng mà với cái gì nữa? Phải đảm bảo 2 tiêu chí nha. Tiêu chí thứ nhất là bốn nhiều, nếu mà muốn biết bốn nhiều thì mình hỏi bệnh nhân thôi. Còn cái gì nữa không? Còn gì nữa không? À rồi, thầy chốt lại cho các bạn nè, để cho mình có, tức là đến với mình có thể trả lời được tất cả, mình phải tự tin như vậy. Thứ nhất là đến với mình mà chưa ăn sáng gì mà đủ 8 tiếng thì quá tốt rồi. Thứ hai, có thể ở lại với mình nhà thuốc mình mà 2 tiếng tuyệt vời. Nhưng trường hợp thứ ba thì đầu tiên các bạn xét nghiệm đường huyết cho thầy, đo đường huyết bất kỳ lớn hơn hoặc bằng 200 mg trên đề cộng với bốn nhiều, có thể khẳng định người ta đái tháo được. Đo đường huyết mình đo chính xác, em đúng rồi đó, và bốn nhiều thì mình hỏi ha, có kết quả hỏi xong đó mình đoán được và mình trả lời, và người ta đi làm xét nghiệm nơi khác cũng vậy thôi nha. Đó là cái lưu ý để gặp những trường hợp này. Rồi cái nữa, thầy muốn đổi từ mg trên dL qua milimol trên lít thì thầy chia cho bao nhiêu? Dễ nhỉ, bao nhiêu lớp ơi? Thầy muốn đổi từ mg trên dL qua milimol trên lít thì thầy sẽ chia cho bao nhiêu? Thầy chia cho bao nhiêu?
Chia cho 18 ha, chia cho 18 và ngược lại các bạn nhân cho 18 nhé. Rồi, như vậy đúng rồi đó. Và chúng ta nhớ rất là tốt, do nếu mà nhớ như vậy thì mọi chuyện thì trở nên dễ dàng hơn, thì dễ dàng hơn cho chúng ta học thôi. Đây là một số cái biến chứng ha, biến chứng thứ nhất là nhiễm toan. Nhiễm toan tức là pH máu nó sẽ thấp á. pH máu thấp thì nó ảnh hưởng rất là nhiều, nó ảnh hưởng tới quá trình mà vận chuyển của hồng cầu với oxy. Thứ hai, có thể làm tăng áp lực thẩm thấu ở ở trong máu, những cái trường hợp mà cấp hoặc là hạ đường huyết. Còn có thể ảnh hưởng tới các mạch máu, ví dụ như là có thể ảnh hưởng tới mạch vành nè, có thể ảnh hưởng tới các mạch máu não, ví dụ như là động mạch cảnh trong, rồi tăng huyết áp. Ở bệnh nhân đái tháo đường, tại sao có thể gây tăng huyết áp? Quay trở lại màn hình lớp ơi, ở bệnh nhân đái tháo đường làm sao, tại sao có thể dẫn đến tăng huyết áp? Comment tại sao vậy? Đái tháo đường mà có thể dẫn đến tăng huyết áp vì nó ảnh hưởng tới thông số nào trong ba thông số sau đây? Một, thể tích tâm thu; hai, tần số tim; ba, sức cản ngoại vi. Nó sẽ ảnh hưởng tới thông số nào để dẫn tới tăng huyết áp? Gluco tăng áp suất keo. Áp suất keo nó liên quan tới albumin nhiều hơn, gluco liên quan tới áp suất thẩm thấu nhiều hơn. Học liên quan áp suất keo ít lắm, keo mà. Tần số tim, tại sao mà nó ảnh hưởng tới tần số tim? Tại sao nó có ảnh hưởng tới tần số tim đâu? Ảnh hưởng tới sức cản ngoại vi. Vì sao nó ảnh hưởng tới sức cản ngoại vi? Tại sao đái tháo đường có thể ảnh hưởng tới sức cản ngoại vi? Đúng rồi đó, là ảnh hưởng tới sức cản ngoại vi rồi. Nhưng mà tại sao đái tháo đường ảnh hưởng tới sức cản ngoại vi? Tại sao? Dễ lắm luôn á. Kiểm tra hay thi bệnh học làm gì mà thoát được câu này? Tại sao đái tháo đường có thể làm tăng huyết áp, tăng sức cản, làm ảnh hưởng tới sức cản ngoại vi? Chính xác. Nhưng mà cả câu hỏi kế tiếp, tại sao trong đái tháo đường sức cản ngoại vi của mạch máu lại tăng? Tạo là xơ vữa động mạch, đúng không? Đúng rồi, xơ vữa động mạch tức là nó sẽ chuyển, các bạn học về hóa sinh rồi đó, nó sẽ chuyển từ gluco sang axit béo, nó dự trữ rồi nó làm cho tạo thành những xơ vữa, tạo xơ vữa động mạch, xơ vữa. Như vậy là cái sức cản ngoại vi nó sẽ tăng vì đường kính nó hẹp lại mà. Còn thể tích tâm thu, thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Đó là lý do tại sao các bạn sẽ thấy nó có vấn đề. Vậy theo các bạn, nếu mà gặp những người mà đái tháo đường làm ảnh hưởng tới sức cản ngoại vi, ảnh hưởng tới sức cản ngoại vi, Lưu Anh có cái thắc mắc gì đúng không? Em giơ tay. Có gì hỏi không anh Ly? Anh Ly chứ, anh Ly. Em có gì hỏi không? À, chắc là bấm nhầm ha. Để thầy giải thích tiếp nha. Những người mà đái tháo đường nó làm tăng, nó có thể làm tạo ra những cái miếng mỡ, cái mảng xơ vữa, làm cho cái lòng mạch nó hẹp, làm sức cản ngoại vi tăng. Vậy theo các bạn, trong những trường hợp đó nếu mà tăng huyết áp á, thì huyết áp nào nó sẽ tăng nhiều hơn? Huyết áp tâm thu hay là huyết áp tâm trương? Cái nào sẽ tăng ưu thế hơn? Theo lớp thì cái nào sẽ tăng ưu thế hơn? Tâm thu hay tâm trương? Trong hai cái chỉ số đó, để chờ coi một số cái đáp án khác coi nào. Tâm thu. Rồi, tăng thu cũng được. Tâm trương. Còn đáp án nào khác nữa không? Giải thích nha. Các bạn chú ý nè, huyết áp của mình còn gồm có hai số là huyết áp tâm thu hay là huyết áp tối đa, huyết áp tâm trương hay là huyết áp tối thiểu á. Thì thông thường á thì huyết áp tối đa nó sẽ liên quan tới tim nhiều hơn. Đúng rồi, của số bạn này đúng rồi đó. Còn huyết áp tối thiểu á thì thường liên quan tới mạch máu nhiều hơn. Do vậy thì đối với những bệnh nhân này, các bạn chú ý giùm thầy cái huyết áp tâm trương nhé, huyết áp tâm trương. Đó, chút xíu để ý chút xíu thôi.
Rồi, rối loạn về lipid máu, rối loạn về lipid máu. Chúng ta để ý cái một là LDL ha, rồi triglyceride, rồi HDL. Và thông thường nếu mà có nguy cơ mà sơ vữa động mạch á thì triglyceride á, TG á tăng rất là cao, đồng thời HDL nó sẽ giảm, giống như cái hình lúc nãy á. Bài nghề của chúng ta mà tới điều trị về rối loạn lipid máu là rất là đơn giản của chúng ta rồi. Rồi bệnh lý về võng mạc, đặc biệt nó liên quan tới động mạch cung cấp máu cho mắt. Bệnh lý về thận này, rồi bệnh lý về thần kinh, đại diện rất là nhiều. Về điều trị thì mục tiêu là kiểm soát đường huyết. Kiểm soát đường huyết thường là chúng ta bắt buộc phải dùng thuốc rồi, nhưng sau cái dùng thuốc thì chúng ta sẽ dùng cái gì nữa? Theo các bạn, trong điều trị đái tháo đường, cái điều bắt buộc là dùng thuốc hoặc là chích insulin. Ngoài ra mình còn dùng cái phương pháp nào khác nữa không? Còn không? Chế độ dinh dưỡng chính xác, đúng rồi đó, đúng rồi, ăn uống chính xác luôn. Đấy, các bạn có một cái suy nghĩ rất là tốt luôn. Chúng ta nhớ bài hay đấy. Cái mà thầy đang trăn trở hiện nay đó là cái mình gọi là gì nhỉ? Cái chế độ ăn uống sinh hoạt, đúng rồi. Bạn bổ sung đúng rồi, ăn uống sinh hoạt. Người ta nói thế này, ăn uống á, nếu mà ăn uống tốt á rồi sinh hoạt hợp lý, vì cái vấn đề mà tập thể dục á thì khoảng chừng mình cần 30 phút là êm quá rồi. Đương nhiên đó là cái vấn đề nghiên cứu cái thời gian hợp lý, còn có thể là xê dịch một chút xíu, nhưng mà ăn uống rất là quan trọng luôn. Để ý các bạn có biết cái chỉ số GI không nhỉ? Chỉ số này GI này, ta biết cái nhớ cái chỉ số này không? GI có ai nhớ không? Chỉ số GI gly nè, glycemic. Index. Rồi, chỉ số. Đào Huỳnh Đào. À, chỉ số trong thực phẩm. Chính xác. Vậy số nào là đẹp nhất? Bạn tìm hiểu về thực phẩm tốt đấy. Vậy GI nhỏ hơn bao nhiêu là đẹp? GI nhỏ bao nhiêu là đẹp? GI chứ không phải GH đâu, GI nhỏ bao nhiêu? Theo các bạn GI nhỏ bao nhiêu là đẹp? Đây là chỉ số đường trong thực phẩm, đúng luôn, chỉ số đường trong thực phẩm. Thầy hỏi lại nhá, theo các bạn chỉ số đường trong thực phẩm, tức là những cái loại thực phẩm nào mà thực phẩm mà có GI khoảng bao nhiêu thì sẽ phù hợp. Cái này thầy rằng dữ lắm luôn á, tại vì thầy đang điều trị đái tháo đường mà, bằng thuốc của các bạn dùng và tập thể dục và chế độ ăn. Nguyễn Thị Huỳnh Đào. Em ơi, cái chỉ số mà đẹp nhất á, cái chỉ số mà đẹp nhất á là nhỏ hơn 55 ha, nhỏ hơn 55. Còn trung bình á thì khoảng là từ 56 tới 69. 56 tới 69, bình thường là dưới 55. Những cái thực phẩm mà có chỉ số GI nhỏ hơn hoặc bằng 55 là tốt, hoặc từ 56 tới 69 nha. 56 tới 69. Rồi các bạn theo dõi rất là tốt, rất là hay luôn. Tới chỉ số GI mà chúng ta nắm được là tuyệt vời rồi. Và hy vọng là các bạn sẽ sử dụng cái kiến thức của mình trong việc tư vấn. Vì thầy có một cái bệnh nhân chia sẻ với các bạn, có một cái bệnh nhân đái tháo đường. Đây, cái đái tháo đường mà tỷ lệ để thầy cho chúng ta xem. Cái đường huyết đó thay đổi rất là nhiều luôn. Trong vòng mười mấy ngày thầy điều chỉnh
đâu rồi, chờ chút, đây, điều chỉnh. Phối hợp giữa thuốc, phối hợp giữa thuốc với chế độ ăn đó, mà trong vòng 10 ngày, 11 ngày chứ, từ 20 tháng 11 cho tới 30 tháng 11, chỉ số từ 339 mg dl giảm xuống là còn 240 mg dl, nhưng nó vẫn còn rất là cao, rất là cao luôn. Các bạn biết tại sao không? Thì cho cái chế độ ăn hàng ngày luôn, buổi sáng á, là thầy yêu cầu là báo cái chỉ số, đây là chỉ số buổi sáng nè, xong đó là bắt đầu là cho chế độ ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi tối đó, nhưng mà chỉ số vẫn không xuống thấp được. Đương nhiên là dùng thuốc rồi nghe, dùng thuốc luôn rồi chế độ ăn. Vì sao vậy? Chú này thì buổi sáng làm ly cà phê sữa xong rồi đói bụng quá đi làm tô bún, các bạn cha coi bún này, rồi xong tăng, nó tăng rất là nhiều luôn đó. Nên là đối với những trường hợp mà điều trị này nè, thì người bệnh nhân phải quyết tâm rất là lớn để thay đổi chế độ ăn cộng với thuốc. Thuốc của các bạn dược sĩ cho rất là tốt, nhưng chế độ ăn mà người ta không tuân thủ cũng rất là khó luôn đó. Nên các bạn cố gắng, mình đã chắc về thuốc rồi, các bạn đầu tư thêm về dinh dưỡng, thêm một số khóa về dinh dưỡng nha, để kiểm soát được đường huyết. Đường huyết kiểm soát thì khoảng chừng 200 đối với bệnh nhân mà bị đái tháo đường á, mà các bạn kiểm soát được, nếu mà đường huyết lúc đói mà khoảng 140-150 là cũng tốt lắm. Đơn vị là milligram decilit, rồi HbA1c trong giới hạn bình thường là tốt rồi. Rồi điều trị ngăn ngừa biến chứng về mắt nè, về não nè, về thận nè, về chi đó. Đây là một số cái chia sẻ mà nãy giờ thầy có nói với lớp. Rồi còn cái việc về dùng thuốc để giới thiệu thôi, chứ chúng ta cũng đã rất là nhớ rất là tốt rồi, vì chúng ta đã tìm hiểu về insulin mà. Nhưng mà đây giới thiệu chúng ta thấy chỉ định thì thường là ưu tiên tiếp 1, tiếp 2 thì không, tại sao ta biết rồi. Rồi đây là một số cái thành phần của insulin. Cái mà thầy muốn chia sẻ với lớp là cái vị trí này. Các bạn thấy cái vị trí tiêm á, hay là vị trí chích á, có gì đặc biệt không? Lớp ơi, vị trí tiêm hay vị trí chích á, có gì đặc biệt không? Các bạn thấy có gì đặc biệt không? Theo các bạn thì chỗ chích insulin có gì đặc biệt? Comment nhé. Có gì đặc biệt nhỉ? What? Ở mô mỡ hả? Tiêm nhiều chỗ. Đúng rồi, nhiều chỗ, đúng rồi. Một chỗ nhiều khi nó bị áp xe đó. Chỗ tiêm thường là cái chỗ nào nhỉ? Sâu lại nhé. Các bạn xem lại nè. Đây là cơ tam đầu nè. Đây là mông nè. Đây là cơ thẳng bụng nè, cơ ngang bụng nè, với cơ tứ đầu đùi nè. Thì thông thường thì các bạn sẽ thấy cái vị trí tim thường phải như thế nào nhỉ? Có bạn nói đúng, đúng ở đâu? Từ từ thầy coi, đúng rồi. Có một bạn nói đây. Vần dày bụng. Thì đương nhiên là ở bụng rồi. Nhưng mà chỗ đó thường có đặc điểm gì nè? Cơ dày, cơ rất là dày luôn. Và theo các bạn thì ai là người chích cho các bệnh nhân? Theo các bạn ai là người chích cho bệnh nhân? Những người mà bị đái tháo đường mà tiếp 1 đó, mà phải dùng insulin đó, ai chích? Ai chích cho họ? Ai? Theo các bạn ai chích cho họ? Một là điều dưỡng, hai là bác sĩ, ba là tự bệnh nhân chích. Các bạn chọn một trong ba đáp án đó. Không có dược rồi nha. Dược các bạn không có chích đâu. Ai? Điều dưỡng, tự bệnh nhân chích hay là bác sĩ chích?
Cho thầy một đáp án coi. Đâu rồi? Alo. Còn bạn nào đang theo dõi không? Mà sao không thấy đáp án nhỉ? Theo các bạn, ai là người mà hay chích insulin cho bệnh nhân đái tháo đường type 1? Một là điều dưỡng, hai là tự bệnh nhân chích, ba là bác sĩ chích. Bình luận của các bạn ở dưới nhiều lắm á thầy ơi. Ai tự chích? Rồi, cái máy của thầy. Rồi, thì theo các bạn thì đáp án nào là khả dĩ nhất? Ai chích là chính, tự chích chính xác ha, tự chích là chính xác nhá. Đó, thường là bệnh nhân tự chích rất là, và hãy cho cái khi mà chích như vậy á thì bệnh nhân á, thì tại vì chích liên tục mà, đó là lý do tại sao mà bệnh nhân được hướng dẫn. Và chích bắp thì nó không khó, chích bắp không khó, chỉ cần là khi mà đưa vào không trúng mạch máu là được. Đó là một số lưu ý. Rồi. Đây, đây là một số cái sơ đồ mà các bạn đã được học rồi này. Rồi, thì đối với cái bệnh đái tháo đường thì các bạn chú ý, thứ nhất là cái tỷ lệ bệnh nhân bị. Thứ hai là đây là một cái bệnh mãn tính. Thứ ba là tình trạng đường huyết nó bị rối loạn. Đường huyết bị rối loạn mà không phục hồi được thì nó sẽ có thể là do nhiều yếu tố khác nhau, và thường là phân chia làm ba loại. Làm chia làm ba loại: đái tháo đường type 1, type 2, đái tháo đường thai kỳ. Đặc biệt chúng ta chú ý đái tháo đường thai kỳ nhé, nó liên quan đến nữ rất là nhiều, phụ nữ có thai. Rồi sau đó thì chúng ta chú ý cái lâm sàng và cận lâm sàng. Về điều trị á thì chúng ta chú ý là thông thường đái tháo đường type 1 thì ưu tiên là chích insulin, còn đái tháo đường type 2 là dạng uống ha, uống để tác động vào cái thụ thể. Và cái quan trọng nhất trong quá trình điều trị để bệnh nhân có thể ổn định đường huyết đó là vừa kết hợp dùng thuốc cho nó phù hợp, và thứ hai nữa là chế độ ăn. Các bạn chọn chế độ ăn nào mà có cái GI á, nó trong cái khoảng là dưới 55, hoặc là từ nếu mà 60 56 đến 69 thì cũng được, nhưng mà cân đối cho nó phù hợp. Và trong cái gia đình mà nếu mà có ai mà có đái tháo đường thì phải lưu ý cái dụng cụ đo đường huyết, đo đường huyết. Vậy các bạn còn nhớ là khi mà đo đường huyết á, mà đo đường huyết ở đầu ngón tay này, ở mao mạch đây này, sau khi mà chúng ta có xong á thì chúng ta hiệu chỉnh thì chúng ta nhân với bao nhiêu và chia cho bao nhiêu không? Còn nhớ không? Đường huyết thử ở nhà thuốc tra cái số, một số nhất định. Rồi, đó là đường huyết mao mạch. Mà khi mà so sánh, người ta sử dụng đường huyết tĩnh mạch. Vậy thì muốn đổi từ đường huyết mao mạch qua đường huyết tĩnh mạch thì các bạn nhân với bao nhiêu và chia cho bao nhiêu? Các bạn comment một hai số ở dưới đi. Bạn có nhớ không? Này có nói ở bên bên thực hành rồi nè. Lúc đó nhân bao nhiêu? Lúc đó thì các bạn chú ý, các bạn phải hiệu chỉnh lại và nhân với 100 và chia cho 90 nhé. Có đường huyết ở máu mao mạch thì các bạn nhân, đúng rồi, nhân 100 mà chia 90 thì ra đường huyết ở tĩnh mạch. Nhưng nó liên quan đến cái vấn đề mà hiệu chỉnh bởi cái công thức á, bởi những con số, thì mức độ chính xác của nó sẽ không có tuyệt đối. Do vậy nếu mà hiệu chỉnh xong mà người đó nó rơi vào cái ngưỡng mà rối loạn đó, có lẽ là rối loạn đường huyết lúc đói hay là rối loạn dung nạp đường á, thì mình nói bệnh nhân đi bệnh viện đó, ở phòng khám lấy máu tĩnh mạch để mình xác định lại cho nó chính xác. Đó là một số lưu ý. Rồi cuối cùng các bạn xem lại cái cận lâm sàng lúc nãy ha, cận lâm sàng đầu mũi á, đây các bạn thấy á,
Thì đây là một cái tình trạng mà bình thường này. Bình thường. À, đường huyết là 4,7 mmol. Màn hình thể rung rồi. 44,7 mmol trên lít thì trong giới hạn bình thường. HbA1c cũng bình thường. Đó, đây tình trạng bình thường. 6,07 là bình thường. Đó là một số cái chia sẻ cho lớp. Rồi, như vậy thì các bạn chú ý. Rồi, để thầy stop share. Rồi, thoát ghi âm. Ngừng ghi âm, stop share. Rồi. Chúng ta học xong buổi thứ tư và theo lịch là buổi thứ năm. Thì chúng ta chú ý là đối với buổi thứ năm, thầy bắt đầu cho các bạn tính thời gian kiểm tra của chúng ta đó. Trong cái khoảng bắt đầu từ 6 giờ. 6 giờ thì có khoảng 40 phút. Các bạn có quyền làm tối đa trong vòng 4, trong 30 phút chứ, 30 phút. Nhưng mà thầy kéo dài 40 phút đó để cho các bạn là một số bạn mua trẻ một chút xíu có làm. Và chú ý ha, từ 6 giờ cho đến 6 giờ 40. Đó, và mỗi bạn có thể làm được tối đa 2 lần. Nếu mà ai mà làm tối đa 2 lần là hết 30 phút. Như vậy chúng ta nếu mà vô từ sau 6 giờ 10 thì các bạn sẽ bị thiệt thòi đấy. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà lấy điểm thì sẽ lấy điểm cái phần cao nhất thôi. Và nội dung á, thì nội dung nó sẽ liên quan những cái bài mà chúng ta học từ buổi 1, buổi 2 và buổi 3. Buổi 1, buổi 2 và buổi 3. Rồi nhưng mà đối với lớp mình á thì thầy sẽ giới hạn cho các bạn là buổi 2, buổi 3, buổi 4 ha, những buổi các bạn học online á, tại buổi 1 để dành cho buổi sau đi. Cái phần kiểm tra đầu tiên thì các bạn ôn dùng thầy là buổi 2, buổi 3, buổi 4 nhé. Tức là liên quan tới bệnh nhé. Đó là để cho kiểm tra. Thầy sẽ đưa cái nội dung lên trên cái phây nhóm các bạn để theo dõi. Đó là một số lưu ý. Và những gì mà thầy hỏi các bạn là bạn trả lời ở trong phây nhóm, bạn chú ý. Thứ hai, những cái phần mà liên quan tới mình chat với nhau ở trong cái khung chat này, các bạn cũng chú ý. Có những cái câu hỏi. Rồi ở đây có một số bạn hỏi trước hết thì lúc nãy chắc có thấy hả? Cái kháng sinh đồ á, là khi mà những cái hợp mà có sử dụng tới kháng sinh á, có sử dụng kháng sinh thì mình phải làm kháng sinh đồ để mình xác định là cái loại kháng sinh nào cho nó phù hợp, tức là có liên quan tới con vi trùng ha, vi trùng hoặc là ký sinh trùng. Đó mình gọi là cái loại kháng sinh đồ. Những trường hợp mà nhiễm trùng mà trên nền đái tháo đường á. Kiểm tra thì trên LMS nhá, thầy sẽ tạo trên LMS các bạn vào. Không biết là tất cả mình có cái gì ta? Cái Gmail của trường mình chưa? Của trường mình á. LMS thì cứ vô cái đường link các bạn vào cái LMS thôi. Ở đây còn bạn hình như có một số bạn mà chưa có cái mail của trường á, tại vì lúc nãy thầy phải chấp nhận á, những cái mail cá nhân là thầy phải bấm chấp nhận hết luôn á. Có một số bạn mà vô trễ luôn mà cứ bon một cái thầy phải quay lại thì chấp nhận á. LMS LMS LMS. Ủa còn cái mới nữa Hoài Anh, thầy đâu có thấy cái nó đâu. Ủa LCMS hả? 1 chấm đây nè, của thầy là LMS. Của thầy là LMS nè. LMS rồi. Đó các bạn vô xem. Đó Kiều Anh kia kìa. Đó. Rồi ông bài làm sao để chứng minh là học online cũng rất là tốt. Rồi hôm nay thầy sẽ gửi sớm cho các bạn cái handout với cái cho phần ghi âm.
Rồi, như vậy thì hai cái bài mà tai biến mạch máu não á và bài đái tháo đường á, có bạn nào hỏi gì không? Đặc biệt đái tháo đường ha, liên quan đến xét nghiệm. Nhắc trước ha, cứ gửi về thầy đọc giùm cho, bao nhiêu cũng được không sao. Chủ yếu là liên quan tới xét nghiệm về sinh hóa của đái tháo đường thôi. Cái tai biến mạch máu não thì nó liên quan đến cái hậu quả thôi. Ừ. Rồi có bạn nào hỏi không? Bạn nào hỏi gì không? Ừ. Có mấy bạn nghỉ rồi đó, nãy có 80 mấy bạn, bây giờ còn 78 bạn nè. Có bạn nào hỏi gì không? Thầy chia sẻ cho. Cả hai bạn, cả hai Long ơi, sách với ba chứ, sách là một, handout là hai, cái dụ phần ghi âm á, thì thực ra trong quá trình học em đã tóm được ý rồi, em nắm được cái ý và thầy sẽ cho những gì mà nó mang tính ứng dụng á, thì thầy đã hướng dẫn các bạn bên dược cũng khá nhiều rồi đó, những dược bên dược khá nhiều thì thầy sẽ mang cho các bạn mang tính ứng dụng rất là cao. Các bạn nếu mà tham gia đầy đủ á, tham gia đầy đủ thì thầy nghĩ rằng các bạn sẽ làm rất là tốt. Chứng minh á, thầy chứng minh tới buổi thứ sáu các bạn sẽ biết là mình sẽ làm tốt mà. Rồi một số bạn đã thoát rồi đó. Thì có các bạn có hỏi cái gì thêm nữa không? Hỏi gì thêm nữa không? Chấm hỏi là sao học thức? Rắc rối quá nhở. LMS rồi thôi, căng quá, để thầy xem, để thầy xem thầy tạo xong, nếu mà được thì các bạn vô rồi các bạn làm, hy vọng là nó không có vấn đề gì. Thầy ở em chưa có lớp bệnh học trên LMS. Ủa sao vậy Hà Giang? Ủa, chưa có luôn hả? Vậy trước giờ học sao? Ừ đúng rồi, đúng rồi. Đường link, có đường link. Cũng hên ha, có đường link. Vậy thì phải vô nhóm mà, nhóm nào có đường link mà. Rồi rồi hiểu rồi. Nó song song ý, khổ quá nhỉ. Hai bên đều có rồi. Như vậy thì nếu mà được mà thầy có copy link link ra được thì thầy sẽ copy link. Còn không các bạn vào ha. Cái LCMS chắc là cái mới đó không bình, chắc là cái mới á. Và trước giờ mình xài LMS nhiều hơn. Rồi còn có gì hỏi không các bạn? Hỏi nhiều vào, hỏi đi. Còn cái gì hỏi nữa không? Rồi, nếu không hỏi thì chúng ta tạm dừng tại đây. Thầy sẽ trong vòng tối hôm nay thầy gửi hai cái phần cho các bạn, rồi thầy đăng những thông tin kiểm tra lên nhóm các bạn xem. Có gì thắc mắc thì các bạn hỏi, các bạn chú ý là thứ sáu mình có kiểm tra.